Hello mọi người. Hey sao bom nha, thề nhiều màu lắm luôn ý. May sao cho mọi người tuệ loài luôn. Và bê bom với chị trước đi này, anh Nam vào bê 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 bom đây cho em xem nào. Còn lụa đằng sau kia, hôm nay xeo xem lụa bom mình. Em ơi. Lê bom chứ, lê bom mà khác chứ. Hả? Trung bom xem bao tiền. Hello mọi người nhá, hôm nay xeo lụa bom trước này. Bê à, thằng bom bây giờ em bê thằng bom đi chị. Bê cả chị ghế kẻ đây. Nay xeo hàng cho các bác. Chào mọi người nhá. Đúng rồi, trung bom đúng không? Ồ, 1170. Trung bom đấy là 1170. Đấy đúng rồi, trung bom đấy luôn là 1170. Giá là 1170. Chào mọi người nhá. Bác này đang xem mọi người chấm bài ấy. Hôm nay em xeo bom cho các chị này. Thế mấy ngày hôm nay sức khỏe em đang rất là yếu ớt nên là thế luôn, đợt này sức khỏe em đang rất là yếu ớt luôn ý. Nên là xeo hàng bom cho các chị luôn nhá. Ok cho mọi người. Tí xem lụa đằng sau nữa. Có hôm nay xeo rất là nhiều hàng cho mọi người luôn. Bác đang xem mọi người đi qua chấm bài cho em đi nhá. Xe vải trắng. Có vẻ mọi người khoái xe vải trắng hôm qua Nga với sen mặc này. Bom đi hả? Cái gì nhắm bom vậy? Xuân không năm mươi là xuân cối. Đúng rồi, xuân không năm mươi là xuân cối. Chào mọi người nha. Mọi người ơi, tí vào đây em chương trình tặng dép cho các chị được cơ ạ. Chương trình tặng dép nữa nha mọi người nha. Bạn nào đang xem mọi người ra mọi người đi qua mọi người chấm bài, mọi người chia sẻ bài giúp em phát nào. Em đang nhận được thông báo chưa? Được rồi à. Ok các chị ơi, xem hàng bom nhá. Em xem hàng bom này em xem rất là nhanh cho các chị cô. Hôm nay có tặng lụa này, tặng lụa, tặng dép. Hôm nay dép này xinh lắm mọi người. Hôm nay dép xinh dã man luôn, xinh xíu luôn ý. Thật sợ luôn. Mà dép cái chất của nó, ôi dồi ôi, đẹp chưa? Nam nữ đều đeo được. Em đang muốn là để cho em với Nam mỗi người một đôi để mà đi đây. Xinh dã man luôn ý. Thật sự luôn, tí em sẽ tặng nhá. Tí sẽ tặng luôn, hôm nay xeo bom trước cho mọi người đã. Có cả lụa phía đằng sau kìa, em xeo lụa bom cho mọi người lốt. Xeo lụa cho các bác. Ok, chưa mấy anh em lên mệt quá, thề luôn. Mấy hôm nay sức khỏe nó không được khỏe như mọi khi nên là để xem cho mọi người. Nào mọi người ơi, bà nào hôm nay muốn săn bom các chị em chia sẻ giúp em nhá. Cái gì đấy? Hương vừa nhắn tin gì? Anh nhắn tin cho Hương bảo Hương nhắn tin gì? Mọi người ơi, mọi người chia sẻ nhá. Xeo bom các chị ơi. Trời ơi, xeo bom xeo lụa. Mọi người chia sẻ bài đi ạ. À. Em xin phép tí em sẽ tặng cho các chị một mẫu lụa. Lâu rồi, em ơi đang định lấy kéo vào đây chị phát. Lấy kéo chuẩn bị. Mọi người ơi, em tặng cho các chị một mã lụa luôn. Thế lụa chưa bao giờ rẻ như ngày hôm nay. Em tí xeo luôn ý. Thật sự rất là mệt mỏi về cái vấn đề bom ủng. Tốt nhất là mọi người đừng có bom nữa đi. Thật sự luôn ý. Mấy anh em này em thì đang rất là mệt mỏi luôn. Thật sự mọi người ạ. À. Đây có cả bom, em xeo bom cho mọi người. Mọi người chia sẻ đi để săn hàng nhá. Đưa kéo đưa chị. Mọi người chia sẻ đi ạ, để săn hàng cho các bạn. Giá rẻ luôn nè. Ok chưa mọi người? Nào. Các bác ơi. Ok chị Thúy nha. Mọi người ơi nào. Ok cho các bác ơi. Hôm nay nhá, em tặng cho các bác một mã lụa đẹp như thế này. Em ơi mọi người ơi, mọi người mua bên Nhật bao nhiêu tiền một bộ này? Hôm nay em bán tặng cho các chị nhá. 150 một bộ. Ok chưa? 150 một bộ lụa cho bà nào? Ai hưởng nào? Cho bà nào ngày hôm nay chia sẻ ít nhất cho em 10 hội cho nó mệt giúp em. Em bán con lề con lụa này chất nó mát dã man luôn ý. Hàng này hàng bom nên là hôm nay em mới lôi ra sale đấy các bà ơi. Em biểu sao em đang bị ngứa này, em biết bị sẩn sâu hay sao ấy. Khổ thế chứ này. Nào ai lấy comment chút đơn luôn cho em mã là gì ạ? À? Lụa 150 yên giúp em, lụa dáng lụa gấu nhá. Hàng này một người mua ở bên Nhật bao nhiêu tiền? Mà chất của nó là chất hàng KT. Nhưng mà hàng lụa này nhé, nó là lụa chất thế mọi người luôn. Cho nó mềm, nó mát, dã man 150 một bộ. Ai đến lụa cho em bán lụa 150 và kèm cho em nút chia sẻ lên. Ai nào chia sẻ bài đồ thì mọi người có một luôn cho em bán lụa 150 yên nhá mọi người ơi. Các bác chia sẻ để được chốt đơn nhé mọi người ơi. Lụa 150, bà nào chia sẻ bài rồi thì mọi người hãng comment ạ. À, tại vì hôm nay em xem lụa bom cho các bác ở đây nữa. Với lại ở bên dưới này có rất là nhiều hàng bom cho nên em Thúy sẽ xeo bom cho mọi người. Hay là em Thúy hôm nay mới ngồi để mà xeo cho mọi người đi ạ. Anh ơi. Ok. Anh ơi, ra mạng cho em với. Em đang live em hỏi lên. Ok cho mọi người ơi. Trời ơi, chưa thấy bà nào chia sẻ luôn. Trời ơi, em nói luôn là bà nào chia sẻ bài hôm nay được phân bom nhà em ạ. À. Em nói luôn cho các bác luôn. Hôm nay bà nào chia sẻ bài với được săn bom hàng nhà em
nha. Ok cho các chị ơi, để vào việc cho nó nhanh mọi người ạ. Lụa 150 yên, bà nào hôm nay chia sẻ bài hiện người đã chia sẻ mới được săn bom của nhà em nhá mọi người nhá. Tại vì hôm nay xả hàng bom thì rất rất là rẻ rồi, nên không cần gì đâu ạ, chỉ cần các bác chia sẻ thôi. Ai lấy quần thể thao mọi người lên mã quần thể thao giúp em 250 yên quần thể thao xe bom nhá. Xe bom và xả hàng, tí bây giờ có mã xả áo rồi cái gì chân váy bò các thứ này cũng xe hết cho mọi người. Ok cho các bác ơi, ai lấy mã này mọi người lên mã quần thể thao giúp em 250 yên mã quần thể thao 250 nhá. Quần thể thao 250, lụa 150 cho bạn Hồ Hạnh trước này anh này. Hồ Hạnh chia sẻ bài rồi này. Ơ chưa bài rồi à, hệ thống không? Là tiếp theo bom tiếp theo luôn giúp em này. Ai lấy tiếp theo luôn giúp em. Ok, bạn nào chia sẻ bài giờ nè. Chưa thấy bạn nào chia sẻ luôn. Ok, chưa ai lấy mã này mọi người chốt đơn luôn cho em. Mã là gì? Ai lấy phương mới lên mã phương 150 yên giúp em. Các bác chia sẻ bài để được chốt đơn hàng bom nhá mọi người nhá. Mọi người nghe rõ giúp em, em chia hàng bom nha mọi người ạ. Nên các bác ủn mong mọi người chia sẻ bài giúp em. Ai lấy mã này mọi người chốt em mã phông cho em 150 yên phông cho em này. Phông 150 em ghi giá lên trên đầu đi. Cái bút nông ghi giá trên đầu để đi. Đây phông 150 có 2 con này. Phông 150 có 2 con. Ok các bác cứ comment và mọi người chia sẻ đi ạ. Tí nào nhé, đọc tên phát là mọi người chốt đơn luôn cho nó nhanh. Thật thật sợ đấy. Ai để áo này, hàng này là túi zip này. Ai để đen mọi người chốt đơn luôn cho em mã là gì ạ? Đen cho em. Đen này em bán 350 yên đen hình như còn được chục con đúng không? Còn chục con đen, ai để đen mọi người chốt là đen cho em luôn này. Đen ạ, à, ai để đen mọi người lên mã cho em mã đen 350 yên hàng siêu co giãn luôn nhá mọi người nhá. Ai để đen mọi người lên mã cho em mã là gì ạ? Đen cho em 350 yên đen nhá. Ok chứ mọi người ơi, đen 350 yên các bác ơi. Ok, quần thể thao. Vào lấy chốt đơn luôn cho em ạ. Nó tắc thở mất. Thế cái quần này chị tắc thở mất luôn ý, thật sự luôn ý. Eo ơi, hàng giá rẻ như thế này mà lỡ lòng nào bom hàng của nhà em không á, thật sự luôn ý mọi người. Trời ơi, kiểu gì thì kiểu chứ, làm gì thì làm chứ không mua hàng thì thôi. Nào, một đôi áo ngực cho em, một đôi áo ngực xe này là xe 34. Một đôi áo ngực xe 34 em bán tặng luôn 100 yên nha các chị nha. Ai lấy đôi áo ngực mọi người lên mã đôi cho em, đôi ngực. Ai lấy đôi ngực mọi người lên mã luôn cho em mã là gì ạ? Đôi ngực cho em, một đôi áo ngực size 34 em bán tặng luôn 100 yên một đôi. Các bác chia sẻ mạnh tay nhá mọi người ơi. Hôm nay em chỉ cần mọi người chia sẻ thôi, còn lại mọi người giá dùng để mọi người để em lo. Ok cho các bác. Hôm nay mọi người để em lo. Ok cho các bác ơi, ai lấy mã này mọi người cho đơn luôn cho em mã là gì ạ? Ngực cho em 100 yên một đôi ngực này luôn, size 34 trong kia còn không em? Trong kia ngực nhà mình này tẻ còn đúng không? Từ từ thôi thôi. Ngực nhà mình còn đúng không mấy đứa ơi? Sen với Nga ơi. Hàng này tẻ nhà mình còn đúng không? Hàng này tẻ. Ai lấy comment cho đơn luôn cho em bằng đôi ngực cho em 100 yên nhá. Hình như ở trong kia vẫn còn, em chốt thêm cho mọi người tầm 5 đôi nữa ạ. Nên các chị nào chia sẻ bài nhiều thì em chốt đơn cho mọi người. Ai chia sẻ bài nhiều thì em chốt đơn cho các bác một đôi ngực có 100 yên thôi. Chốt 5 đôi nhá mọi người nhá. Chốt 5 đôi luôn cho các bạn nào chia sẻ bài này. Ok cho mọi người. Săn bom thì mọi người phải chia sẻ giúp em ạ. Nếu mà ví dụ là mà khi không bán hàng bom thì mọi người có thể không chia sẻ được. Em DJ ghi giá bom hàng đơn tí Nam đọc tên ạ. Ok chưa, Nam nhé, em phải hệ thống mọi người được một chút. Mọi người chỉ cần comment đúng mã và mọi người chia sẻ bài tí Nam nhé, em đọc tên phát là mọi người cứ vậy là mọi người chỗ từ cứ vậy là mọi người ok chốt đơn thôi. Ok chưa, từ hôm nay săn bom nha các chị ơi. Hôm nay săn bom tất cả những mẫu bây giờ này đều bom hết trời nhé. Đó hết cả đâu. Ai lấy mã này mọi người lên mã luôn cho em mã là gì ạ? Set này, ai lấy set mọi người lên mã cho em mã set cho em nhá. Ai lấy set mọi người lên mã set 400 biên giúp em. Cả một set này em bán 400 biên cho các chị luôn nhá. Ai lấy set mọi người lên mã cho em mã set 400 biên nhá mọi người ơi. Ai lấy set mọi người lên mã luôn cho em mã set 400 biên nha các chị ơi. Kính này. Kính này hàng bọn hàng này đúng không? Hàng bom đúng không? Kính này như vừa này có ba kia bom vậy. Đây ạ. Kính này đây, em bán cho các bạn 150 yên một chiếc kính. Ai lấy comment cho em một kính 150. À, ok chưa? Ai lấy kính mọi người lên mã luôn cho em mã là kính cho em 150 yên nha các chị ơi. Ai lấy kính mọi người lên mã luôn cho em mà kính 150 yên và mọi người chia sẻ bài giúp em nhá. Kính 150 yên nhá mọi người ơi, kính 150. Ai lấy kính các bác lên mã cho em. Mã là kính cho em 150 yên kính giúp em nhá. Ai lấy kính mọi người lên mã luôn cho em mã là kính 150. Và các bác kèm nút chia sẻ mạnh tay lên giúp em nhá để được săn hàng nhá. Kính 150 giúp em. Rẻ không các chị? Ok, mọi người được một chút, Nam đang vào hệ thống ạ. Nam đang vào hệ thống đi ạ. Được chưa anh? Được chưa? Chưa. Mọi người được một chút nhá. Bà là comment thì yên tâm, cứ comment tí Nam mới đầu kiểm tra. Bà là chia sẻ bài đồ sẽ chốt đơn luôn cho các chị luôn. Ok chưa mọi người? Còn tiếp hôm nay nhá. Như vừa nãy em hứa với các chị đúng không? Em đợt này em bán em cần gì tiền đâu các chị? Thật, đợt này em bán hàng không cần gì tiền luôn. Em cho chị kiếm cho mày. Đợt này em đã bán hàng cho nó vui vậy thôi các chị ơi. Đợt này không cần đến tiền đâu, đợt này không cần đến tiền đâu. Tại vì đã nghèo rồi, thôi cho nghèo lốt các chị ạ. Thật sự đấy.
ok cho mọi người dép đẹp như thế này. Nào, hôm nay nhá, hôm nay nhá, em vừa về tròn vỏn vẹn ba bao hàng dép như thế này. Hôm nay nhá, em hôm nay đầu bây giờ đầu livestream mọi người Nam đang phải thống cho mọi người được một chút. Bây giờ đầu livestream em sẽ tặng một đôi dép cho các bà. Mọi người chia sẻ tí Nam kiểm tra hệ thống là em sẽ đọc tên luôn chứ em không đợi nữa. Bây giờ em không đợi nữa, nhiều khi em quên ý. Nhiều khi tắt livestream xong hay quên lắm mọi người. Nên bây giờ sẽ kiểm tra trên đây và đọc tên luôn cho các bà. Hôm nay em xin phép tất cả các chị trên livestream này, tại vì hôm nay bắt đầu em mới mở bát dép này, em vừa hàng vừa về. Nên em sẽ mở bát, em tặng hai đôi dép đầu tiên cho các chị. 5 đôi đi. À, 6 đôi. 6 đôi cho nó tròn 3 cặp, 2 3 cặp đúng không? Nó là 3 đôi đúng không? 6 đôi dép nó là mấy đôi? 1 2 3 3 đôi. Chốt cho các chị luôn. Tặng dép này với giá 0 đồng, em mở bát đầu tiên các chị ạ. Mở bát đầu tiên em không cần bán, em tặng thôi các chị ạ. Lên bà nào. Mọi người chia sẻ bài. À sao các bác ơi, ngày hôm nay không cần tiền không? Thật ngày hôm nay là không cần tiền đâu. Bán tặng cho mọi người tí xe bom lụa kìa. Em thề với các bà luôn ấy, tí xe bom lụa. Mọi người nhìn cái lụa này có chán đời không? Mọi người nhìn nào. Lụa xem mấy chả có chán đời không? Em không có bán cho bài nữa. Em xe hôm nay nôi ra em xe cho các bà. Hôm nay em tặng một tổng là 6 đôi dép cho các bà. Mọi người comment đúng mã cho em, mã là tặng dép kèm size cho em. Em cho các chị được kèm size luôn nhá. Ok chưa? Tặng dép kèm size luôn giúp em nhé mọi người ơi. Tặng dép kèm size em tặng cho các chị 0 đồng thôi. Nên bà nào chia sẻ bài thì mọi người chốt đơn luôn. Thề với mọi người là dép này nó nặng phết. Em không phải nói đâu, dép này phải rơi vào tầm gần 6 lạng của nhà em. Dép này mà đi đánh nhau thì nhức luôn. Dép này là dép cao su mọi người ạ. Dã man luôn ý. À này má ơi, mọi người lên mã luôn cho em, má là gì ạ? Tặng dép nha mọi người ơi. Cho các chị được kèm size cho mọi người luôn 0 đồng. Mọi người chia sẻ bài giúp em. Tặng dép 0 đồng và kèm cho em số size 35, 36, 37, 38, 39. Em có màu này là có màu nâu và có màu này là có màu gem. Ở màu đen cho các chị. Bà nào chia sẻ bài rồi thì hãng comment nha, em nói luôn. Bà nào chia sẻ bài rồi thì mọi người hãng comment. Tại vì thật sự ra mà nói thì tặng dép này là 0 đồng. Em chỉ cần đổi lại các chị hôm nay chia sẻ bài cho em thôi. Mọi khi để ví dụ nè. Tặng như thế này rồi đúng không ạ? Mọi người nhận được quà nhà em không đồng thì mọi người đổi ngược lại cho em, các chị em chia sẻ cho em nhé mọi người nhá. Không chia sẻ nhiều thì chia sẻ ít nhất cho em đến 5 lượt chia sẻ cho em nào, và các trường được cú và tôi bên tổ giúp em. Ok cho mọi người để được chốt đơn cho các chị nhanh tay. Đẹp dã man luôn đấy, thật sự mọi người luôn đây này. Ấy trời ơi. Đẹp chưa? Ấy trời mọi người nhá. Ấy đẹp ha, đúng không? Đây đẹp không? Rất rất là đẹp đó mọi người ơi. Là nữ đều đi được luôn. Mà tặng với giá 0 đồng cho các chị được kèm size 35, 36, 37, 38 và 39. Ok cho các chị ơi. Mọi người chốt đơn luôn. Và các bác chia sẻ tí nào nhé, em đọc tên phát được chốt đơn luôn. Ok chưa, vào việc cho nó nhanh. Em thí đợt này em thí bán hàng không còn đấy đâu các bác ơi. Đợt này là chỉ có bán tương tác thôi chứ còn lời lãi thì tầm này đúng không mọi người. 0 đồng mở bát đầu tiên. Tại vì hôm nay em vừa về ba bao hàng dép này luôn. Về được tầm khoảng là 7-8 mẫu dép. Nên là về nhiều cho các bác lắm. Ok chưa mọi người? Ai lấy thì mọi người chốt đơn luôn cho em. Và tiếp theo nhá. Ok. Mọi người cứ comment đi ạ. Tí nào đã chưa vậy thống được. Nó như kiểu đang quá giới hạn. Nó đang quá giới hạn mấy nghìn đơn đúng không? Đang quá giới hạn mấy nghìn đơn hay sao ấy. Nên là bây giờ phải gia hạn thêm. Ok chưa? Nên bà là cứ comment đi tí nào. Tân Nam nhà em kiểm tra phát được cứ vậy chốt đơn cho các chị đọc tên luôn. Ok chưa? Còn sọc nhá. Hôm nay sọc này em bán cho các chị với giá là 150 một quần. Ai lấy quần đùi mọi người chút em mà đùi 150. Đùi 150 cho em Thúy được kèm màu cho các bác luôn nhá. Đùi 150 được kèm màu. Đùi 150 yên hôm trước em mặc đây. Thế mọi người 150 yên mọi người nghĩ xem nhập vàng không bao giờ có giá này đâu. Nên em Thúy bán cho mọi người 150 yên thôi. Ai lấy đùi mọi người lên mã cho em mã đùi 150 yên. Ok các chị ơi, mọi người có comment đi nhá. Comment đi tí nào này, đọc kiểm tra phát đọc tên luôn các chị ơi, vào việc luôn. Đang chưa phải thống được. Ai lại có một trên mặt đùi 150 yên. Con này hình như em còn được 10 năm màu trắng. Hình như còn 10 con màu hồng nữa thôi là hết. Ai lại đùi mọi người lên mã cho em quần đùi nhá. 100 bao nhiêu ạ? 150 yên một đùi. Ai lại đùi mọi người lên mã đùi cho em 150 có hồng. Và đùi 150 cho em màu này nó là màu trắng nhá. Đùi 150 hồng và đùi 150 trắng giúp em các trẻ ơi. Thề luôn em bán rất là rẻ cho các bác. Đùi 150 trắng và đùi 150 màu hồng cho em. Ok cho mọi người. Hôm nay có mấy đứa dép không? Mày có cả đây mày đưa chị dắt cái gái hôm nay về dắt này cho mọi người. Đùi 150 các chị cho đơn luôn. Em có hàng nhá mọi người ơi. Đây này dép này. Ê xài. Mấy đứa nhà em đã để mỗi đôi mỗi đứa một đôi rồi. Nhìn cute chưa? Thế cute xỉu luôn ý mọi người. Ok chưa mọi người? Đây này. Bên dưới nhá. Bên dưới nó có cái phần chống trượt cho các chị luôn. Mọi người đi vào nó sẽ ví dụ kẻ chứ đi vào chứ mượn nó sẽ không bị trượt chân đâu. Ok rất là ok luôn. Dép này ý xài. Tí em sẽ lên cho các chị nha.
Thế này đi nhau quá ok luôn mọi người. Tí hân lên nhá mọi người. Là đùi 150 nhá, đùi 150 vài đường cho anh. Đùi 150 các chị ơi, đùi 150 còn hàng đúng không? Các chị cho đơn luôn, đùi 150 thì nhà em còn hàng này. Đùi 150 có còn như còn hơn chục con hết hôm trước sẽ không? Sẽ hàng rồi. Ok các bác ơi, cứ comment là sẽ có đơn nhá. Riêng cái phần đùi quần đùi 150 thì nhà em còn hàng. Nên mọi người cứ comment là sẽ có đơn, không phải đọc tên. Được chưa? Được chưa? Được chưa? Nào các chị ơi, từ từ thôi. Từ 150 từ từ đã. Bây giờ quay lại nè. Dép đâu? Dép đâu? Nào anh Nam ơi. Tặng 6 đôi dép cho các chị nào có lượt chia sẻ nhiều nhất ở trên livestream này, đọc 6 bà luôn. Ok, cho đùi 150 ok mọi người lấy một chút nhá. Ai lấy mã dép này mọi người comment luôn cho em. Đúng rồi, anh Nam mặc đấy một chút đã. Ai lấy mã này mọi người chốt luôn cho em mà tặng dép không đồng kèm do kèm size giúp em. Có size 35, 36 và 37, 38 và 39 em tặng cho các chị luôn. Rẻ không các chị ơi, tặng 6 đôi đầu tiên. Tại vì thật ra ấy, là cái đôi này em không có tặng đâu. Nhưng tại vì hàng của em vừa về, em về được 3 bao hàng. Nên là thật sự ra mà nói thì em mở bát đầu tiên. Chốt lại cái kính à, đó là như cái gì? Kính à, kính 150. Anh cứ thôi cứ chốt kính 150 đổ xuống đi. Còn mấy cái đồ kia tí em lên thằng bom lại cho mọi người một lần nữa. Còn TT250 tí tí nữa, từ kính đi. Tại vì giờ vài thống không thích chưa nè. Mọi người ơi, tặng dép không đồng, kèm size, kèm màu, kèm size và kèm nút chia sẻ. Chốt cho chị nào có lượt chia sẻ nhiều nhất ở livestream này cho mọi người luôn. Đẹp lắm mọi người ơi, dép này đẹp lắm. Tí em lên hàng cho. Nếu mà bà nào chưa đọc tên thì đẹp lắm mọi người nhìn này. Xịn luôn này. Xịn mà, hàng này cực kỳ xịn luôn. Tí em lên cho. Dép này có mấy loại dép luôn. Đẹp lắm mọi người. Ok, tặng dép không đồng, kèm size cho em. 35, 36, 37, 38 và 39 nhá mọi người. 35, 36, 37, 38 và 39 nhá mọi người ơi. Ok. Ok. Tặng dép này, anh tặng dép đôi đầu tiên cho chị Nguyễn Phương Thúy cho em đầu tiên này. Đó, bà nào chia sẻ rồi anh đọc tên luôn. Chốt cho Hoa Lê thứ hai này. Thấy chưa? Tặng dép ok. Tốt cho Nguyệt Vi thứ ba này. Ok. Chưa thấy bà nào comment luôn. Bà nào đâu nào? Ok các chị ơi, tặng dép nha, không đồng nha. Ok chưa? Còn đùi anh chốt đùi 150 đi các chị ơi. Mọi người okay. Ok. Ai lấy món này mọi người cho tôi luôn cho em. Đùi 150 giúp em nha. Đùi 150 cho em màu này là màu trắng này. Và đùi 150 giúp em màu này nó là màu hồng nhá. Ai lấy đùi mọi người lên mã cho em. Đùi 150 yên kèm màu nhá. Ok cho mọi người đùi 150 okay. Còn đùi này em bán luôn cho mọi người này. Đùi này em còn được một ít em bán luôn cho mọi người 299 yên. Ai lấy đùi mọi người lên mã đùi. Okay. Ok. Ai lấy món này mọi người lên mã luôn cho em. Đùi bao nhiêu ạ? Đùi này em bán cho các bác ngốt là bao nhiêu nhỉ? Là 299 điên, có hai cái túi đằng sau đít này. Ai để đùi mọi người lên mã cho em ăn đùi cho em 299 điên. Còn đùi nhá, bên mép này. Mem đang sale hàng các chị ơi. Ai để đùi mọi người lên mã luôn cho em ăn đùi cho em bao nhiêu ạ? 299 điên được kèm màu. Đùi 299 điên, màu này nó là màu trắng. Và đùi 299 điên, màu này nó là màu đen cho em. Có mỗi hai màu thôi, màu ghi em hết rồi. Màu ấy ghi em hết rồi. Ai để mắt này mọi người lên mã cho em mắt là gì ạ? Đùi 299 điên, có hai cái túi đằng sau đít này. Tặng luôn cho các bà luôn với giá 299. Ai đấy đùi mọi người lên mã đùi 299 giúp em nhá. Ok chưa? Ai đấy đùi mọi người lên mã đùi 299 liền luôn giúp em nhá mọi người ơi. Ok cho mọi người. Ok anh đọc dép rồi đúng không? Đọc chốt dép đúng không? Ba người đấy. Ok. Wow, ok. Em mời đưa cho chị cuốn gió với xem xin mời cuốn gió còn ít em xem luôn cho các bác này. Ok. Ok các bà ơi, tiếp theo. Ok, đùi trắng đen. Ok các bà ơi, chốt đôi cho giá rẻ luôn. Là áo này còn một ít rồi, còn một ít rồi em sell hết cho nó hết luôn nhá. Ai lấy mã áo này mọi người chốt đơn luôn cho em, mã là gì ạ? Mã chốt đơn luôn cho em mã là gì ạ? Xả áo. Xả áo, ai lấy xả áo mọi người lên mã luôn cho em mã là gì ạ? Xả áo có màu xanh này, hàng polo nhá. Em bán có 610 yên thôi. Xả áo cho em màu này nó là màu gì? Xả áo đâu rồi? Màu đen nó đâu rồi? Em lấy mỗi màu xanh không chị ạ? Xả áo. Xả áo cho em màu đen và màu xanh cho em 610 yên được kèm hai size M cho mọi người luôn. Ai lấy xả áo mọi người lên mã luôn cho em, mã xả áo xanh và xả áo đen giúp em nhé. Xả áo xanh và xả áo đen cho em. Giá này em bán cho các bác luôn là 610 yên. Xả áo hàng polo đẹp như thế này luôn, long lanh như này luôn, giá về dã man. Còn dép đây ạ. Ok các chị nào chốt đơn mời comment. Còn đây dép nhá, em chốt đơn dép cho các bạn luôn này. Dép này thì vừa nãy tặng đọc tặng được đúng không? Ba bạn rồi. Okay. Nguyễn Phương Thúy, Hoa Lê và bạn Nguyễn Vi. Ok. Đây ạ các bạn ơi. Hôm nay em bán dép cho các bà rất là rẻ luôn, thật sự luôn. Mọi người nhìn dép của nhà em này. Dép này mọi người đi đôi cũng được. Dép nhá, ai lấy dép kẻ mọi người lên mã luôn cho em, mã là gì ạ? Dép kẻ xả áo. Ừ xả áo ok các bác ơi, xả áo này có đây là
màu xanh và có màu đen hàng Polo. Em ơi đưa cho chị cái màu đen kia đi. Màu đen kia kìa, màu đen kia kìa. Đấy. Không biết mày đưa được trước để cuốn gió ở đâu. Bây giờ mất tích luôn. Xả áo nhá, đây xả áo này nó là màu 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 đen này, đây là màu đen này. Có polo áo trắng trơn không? Có các bác ơi. Như còn áo A50 sao ấy, để có một chút luôn cho mắt xả áo này. Xả áo đây cho em màu này là màu đen. Xả áo này cho em màu này là màu xanh nhá, xả áo. Còn đây dép đấy em mới dép cho các bạn này, em bán cho mọi người rất là rẻ luôn. Thật sự dép cho em có một kẻ nâu. Và đây đó là kẻ đen cho em, có size 35, 36, 37, 38, 39. Đó ok chưa mọi người ơi, như có size 40 không? Như có size 40, 39, 40, 39 đến 40. Cái này nó đánh theo size nè, 36, 37, hình như 38, 39, hình như 40, 41, nhảy tâm khoảng đấy. 2 size đi 1. 2 size đi 1. Nào, đi cùng với người yêu cực nhức nách luôn. Ai lấy má này, mọi người lên má luôn cho em. Má là gì đây các bác ơi? Má là dép kẻ nâu và dép kẻ đen giúp em. Kèm size, em bán cho tất cả các bà ở trên livestream này. Mọi người nghe rõ giúp em này, có 670 yên một đôi dép cho các chị thôi. Mà dép này em không nói nhiều mọi người. Mọi người về mọi người cứ cân lên cho em, nó phải rơi vào tầm hơn 5 lạng, gần 6 lạng đôi dép này. Mà em chỉ bán ở bên Nhật cho các chị có bao nhiêu ạ? 670 yên một đôi, các bác không hề nghe nhầm luôn. Em nói thật với mọi người luôn. Ví dụ như cái đôi dép này em bán cho mọi người còn rẻ hơn. Tại vì cái dép này nó nhẹ hơn này, dép này nó nhẹ hơn thì em bán cho mọi người rẻ hơn. Ok cho các bác ơi. Ok cho mọi người. Đây này dép này, thế luôn. Dép cute ấy trưởng nhầy. Nào ai lấy dép mọi người lên mã cho em, mà dép kẻ đen và dép kẻ đen cho em, dép kẻ lâu cho em. Nam nữ đều đi được các chị ơi, nam nữ đều đi được cho em. Có size 35, 36, 37, 38, 39, 40 nhá, ok cho mọi người. Ok chưa, bao nhiêu ạ? Ghi giá bao nhiêu, vời về mở bát luôn con này luôn. Dép kẻ đen và dép kẻ xanh cho em nhá, dép kẻ đen và dép kẻ xanh. Ok chưa, dép kẻ đen và dép kẻ xanh cho em, chất đẹp vãi trưởng luôn mọi người. Chị Nam. Đó ok cho mọi người, rất là xịn sò luôn, ai đấy cho đơn luôn cho em nhá. Ok chưa, xin mời em mang cho chị cái mã dây 320 và đêm nay chị sale cho mọi người lốt. Hôm nay hàng về vẫn phải hàng thêm nhưng mà hôm nay vẫn sale cho các bạn. Này mã này mọi người cho đơn luôn cho em, mã dép kẻ đen và dép kẻ lâu cho em nhá. Giá rẻ dã man luôn, giá rẻ giật mình cho mọi người luôn. Ok chưa các bà ơi. Chưa thấy quần gió đâu à? Ai lấy quần gió mọi người lên mã cho em, mã quần gió cho em 699 yên quần gió nhá. Có màu đen và có cả màu trắng đen, có màu đen được cơ nhưng mà chưa thấy màu đen đâu các bác ơi. Này má này mọi người chốt đơn luôn cho em. Má là gì đây mọi người ơi? Mọi người comment đúng má cho em luôn. Má là gì ạ? Má là gì nhỉ? Gió, ai lấy quần gió mọi người lên mã cho em, mã quần gió. Gió 699 trắng và gió 699 đen cho em nhá. Nhé, đợt này về form quần gió là form quần to cho các bác luôn. Ok chưa? Form quần gió nha, nó vào form quần to như này luôn. Ai lấy quần gió chốt luôn cho em, mã quần gió cho em luôn nhá mọi người ơi. Lấy quần gió mọi người chốt luôn cho em, mà gió trắng và gió đen nhá, 699 yên. Ai lấy mọi người lên mã luôn cho em, mã là gì ạ? Gió trắng và gió đen cho em, 699 yên, gió trắng và gió đen nhá các bác ơi. Lấy gió đen cho gió đen, lấy gió trắng mọi người lên mã cho em và gió trắng cho em nhá. 699 yên nhá mọi người ơi. Lấy có một chút đơn luôn cho em, gió trắng và gió đen. 699 mã mọi người. Giá rẻ cho các bác luôn. Quần gió form to đợt này nhé, về hàng form này ra form to cho các bà luôn. Nên rất là dễ mặc cho mọi người luôn ạ. Đâu em? Nghe bán về thêm không? Ok. Ok các bà luôn, bà lấy cho đơn nha. Dép gió 699 form to á. Gió 699 đợt này nghe về form to, mọi người nhìn form không? Form to mà đợt này nghe về gió form to cho mọi người luôn. Đợt này em không về form bé, đợt này về form to cho bác mặc mùa hè cho nó mát. Mặc cái con gió mát lắm đợt này mọi người. Cho nên cái da của mọi người luôn. Ok chưa, đây dép đây nè. Dép này 670 yên nhá. Ai lấy có một chút đơn luôn cho em, mà dép kẻ đen và dép kẻ nâu cho em, dép kẻ đen và dép kẻ nâu. Giá cho mọi người luôn là 670 yên nha. Ok cho mọi người. Ok gió 699 bảo lấy chút đơn luôn cho em. Còn tiếp theo luôn giúp em đây, ai lấy có một chút đơn luôn cho em, mất dây cho em nhá. Dây này, em nay em sell lốt cho em dây này. Dây ai lấy dây mọi người lên mã cho em, mất dây 299 cho em. Mọi người lên mã cho em, mất dây 299 form vừa nhá. Ê, nói chung là hàng này cho em bán 320 con, nhưng mà thôi hôm nay em sell cho các bác còn 299 yên. Hàng thật ra hàng này nhé, em vẫn về thêm nhưng mà em vẫn sell cho các bác luôn. Ai để mã này mọi người lên mã luôn cho em, mã là gì ạ? Mọi người lên mã luôn cho em, dây 299 trắng và dây 299 màu đen này. Form đẹp dã man luôn. Dây 299 có màu trắng, màu đen và màu da nhá. Ai để dây mọi người lên mã cho em là dây 299 yên. Ok chưa? Phiên bản dây to có lệ ngực cho các bạn luôn, có sẵn lệ ngực cho các bạn nhá, nên rất là dễ mặc luôn. Để mã này mọi người lên mã luôn cho em, mã là gì ạ? Thúy Kiều. Em chốt áo đen dây 299.
Ok, dây 299. Có 299 liên thôi, nhưng mà form này em nó là form vừa. Các bác nghe rõ cho em này. Còn nếu mà cái form dài thì giá em vẫn bán giá rẻ như bình thường cho các bác được. Nhưng đây nó là form form vừa cho các bác, mọi người mặc phối quần suông ấy. Em đưa chị quần suông cái Simon suông suông bò, kiểu suông bò dáng dài em có đăng ảnh đấy. Mọi người phối quần suông thì đẹp lắm. Em thấy mọi người đồ cả tính cỏ đấy có suông. Thật sự như dây 299 cho em màu da này, màu đen và màu trắng cho em. Ok, cho đây mọi người phối cái quần suông này cho em này. Xuông này em còn một ít thôi, may hàng em đánh hết lắm. Ai lấy mã này mọi người lên má cho em mã xuông này. Xuông bò nhá, chất tàu em bán cho mọi người chỉ có bao nhiêu nhỏ. Xuông này em bán cho mọi người là 1x170. Em có đăng ảnh ở album rồi. Ai lấy comment chút ân luôn cho em mã là gì ạ? À? Xuông, ai lấy xuông mọi người chút luôn cho em mã xuông 1170. Ai lấy xuông mọi người chút ân luôn cho em mã là xuông bò 1170 kèm màu kèm size. Xuông bò cho em màu này là màu trắng này. Xuông này cho em màu này là... không, màu trơn thôi, dáng trơn thôi cho em, dáng trơn. Cái này dáng rách đổ, cái này có màu trắng và có màu đen nhá, dáng trơn cho các bác luôn. Ai lấy comment cho đơn cho em mã là gì ạ? Mã là xuông 1170 có trắng và xuông 1170 có màu đen nhá. Chất bò mọi người ơi, chất bò chất tàu luôn mọi người ơi, chất tàu này em có đăng ảnh ở album cho mọi người đấy. Đúng rồi. Đây ạ. À. Em có đăng ảnh ở album đúng cho các bác ở đây. Ai lấy comment cho đơn luôn cho em mã là gì ạ? Xuông 1170 kèm màu kèm size. ML xuông 1170 kèm màu kèm size nhá. Ok cho các bà ơi. Đây là dây có một chút đơn luôn cho em, dây 299 cho em. Trắng đen da. Ok cho mọi người ơi. Sao tiếp hàng bom cho mọi người này. Ok, sao bom nhá. Ai lấy có một chút đơn cho em này. Ai lấy quần kẻ mọi người chút đơn cho em, quần kẻ cho em. Ai lấy quần kẻ mọi người lên mã cho em quần kẻ đấy cho em 500 viên này. 1170 trắng. Ok, có đăng ảnh ở album cho mọi người rồi đấy. Xuông bò đen. Em mở lần luôn. Ok. Chân váy này em treo hết cho mọi người nữa này. Ai lấy CV này. Ui con này CV xinh vãi, treo 1050 nhá. Ok thương. Ok cho mọi người. CV ai lấy comment chút lên cho em mã là gì ạ? CV 1050 kèm 3 size ML. Kèm màu nào. Ô bác Hùng em bác lấy màu gì ạ? Em có đăng ảnh ở album đấy mọi người nhá. Xinh dã man ML đủ luôn. Chất bò nhá mọi người. Chất bò này mọi người nhìn chất cho em này. Đẹp lắm. Trời ơi cứ phải nhức con nhà bà Lách đi các chị ơi. Ai lấy bán này cho đơn luôn cho em mắt xuông 1x170 kèm màu kèm size. Quần kẻ 500 Nguyễn Thị Hồng Phong. CV ai lấy CV mọi người lên mã luôn cho em mắt CV cho em. Ai lấy CV mọi người cho đơn luôn cho em mắt CV 1050 nhá. CV 1050 kèm cho em 3 size ML này. CV bò. Con này đang bán bên trong kèm bóc quần luôn. Hàng xịn luôn nhá mọi người. Kẻ đâu cho hoài ok cho mọi người. Ai lấy có mừng cho đơn luôn cho em này. Tiếp theo này xem một mã này cho mọi người. Anh đang cắt xem bộ lưỡi nhé. Đây xe bom nha mọi người. Nào, xe bom nhá, xe lụa nhá. Em nói thật với mọi người luôn, riêng con lụa này em dám cam kết cho các chị em chưa ở đâu bán luôn. Em nói thẳng với mọi người, riêng chất lụa này chưa ở đâu bán luôn. Ngoài nhà em với nhà Hương nhá. Ngoài nhà em với nhà Hương, tại vì hàng này là thật ra là em với Hương là đổ xỉ cho tất cả mọi người ấy. Em là khổ cái bà này là bà bom hàng nên điên lắm các chị ơi. Nên hôm nay em lôi hàng bom này ra em sell cho các chị luôn. Mọi người biết thừa hàng này mọi người mua ở bên Nhật bao nhiêu tiền mà chất của nó lại chất cà te nhá mọi người nhá. Nhưng chất này em là chất lụa cho các chị luôn, hàng đẹp dã man. Ai lấy bộ này mọi người lên mã cho em, bộ này thế mọi người nhìn xinh chưa, chất lụa nhá. Hàng này đang hot lắm. À này mà này có cho luôn cho em mã là gì ạ? Thỏ trắng cho em. CV 1050 thôi ạ. CV 1050 đây. Có đủ mà, ngoài kia còn mà đúng sim. Đăng trình có ok. Xe bom nhá. Hàng này đang em bán 799 hôm nay. Ok. Hôm nay em bán cho các bà này với giá là 699 yên. Em nói thật với mọi người lên bao giá luôn, chửa đâu bán luôn nhá. Ok chưa? Ai lấy mã này mọi người cho đơn luôn cho em mã là gì ạ? Cho đơn luôn cho em mã là gì ạ? Thỏ trắng cho em. Ok chưa mọi người? Và mã này cho em mã là thỏ trắng và thỏ đen nhá. Ai lấy mã nào mọi người lên mã luôn cho em mã là gì ạ? Thỏ trắng và thỏ đen. 699 yên mà các bác lên mã luôn cho em. Mẹ mình có bắt được con muỗi này mình giết chết luôn. An tâm. Đâu ơi trưởng nè. Ai lấy thỏ trắng cho đơn luôn cho em thỏ trắng và thỏ đen nhá. Ê ơi, mát lắm mọi người, chất này, mọi người nhìn chất tròn của em này. Mọi người ai lấy có một chút đơn luôn cho em thỏ trắng và thỏ đen. 699 yên. Chất mát dã man luôn. Mọi người mặc nhóm cực kỳ ok luôn mọi người nhá. Xịn sò dã man, chất lụa này. Chất lụa nhá. Em nói thật đấy mọi người, mát rượi luôn. Riêng chất này không mát cho các bác trả lại hàng em Thúy luôn. Hôm nay em Thúy xe bom mới được giá 699 đấy. Chứ thật ra hàng lấy bình thường em Thúy băng bán là phải bán cho các bác luôn, phải rơi vào tầm là 799. Đó ok cho mọi người.
Đấy, bạn nào chưa mua lụa nhà em rồi mọi người biết nhá. Em bán cho mọi người với giá là bao nhiêu ạ? 699 yên. Ai đấy thỏ, mọi người lên mã thân cho em mặt thỏ trắng và thỏ đen nhá. 699 yên, thỏ trắng và thỏ đen. Mặc ở nhà thì nhức con nhà và lách luôn nha các chị ơi. Ok chưa? Ai đấy thỏ trắng cho thỏ trắng, ai đấy thỏ đen cho thỏ đen cho em luôn nhá. Ok chưa ạ? Tiếp theo luôn cho em này. Theo tiếp hàng cho mọi người. Ok chưa các bà ơi, theo tiếp nhá. Hàng này hàng bom này, chưa quấy này phải bom lên mà cũng bom hàng này. Chán đời thế chứ này. Ai này váy mọi người cho dân luôn cho em một váy kèm dây cho em này. Váy này em sang lốt cho mọi người 850 yên váy. Ai này váy trắng mọi người lên mã cho em một váy trắng cho em 850 nhá. Bên trong kèm nót này. Ok cho anh Nam đi lấy cho em mã phông đi. Phông kìa. Ai này mã này cứ lên cho em một váy cho em nhá 850. Hàng 2 lớp, ai này váy mọi người lên mã váy 850 giúp em. Ok cho mọi người. Váy 850 cho em. Còn quần đùi này, ai để quần đùi này mọi người lên mã cho em mã đùi cho em này. Ơ, mã đùi đúng không? Đùi hay chân váy? Chân váy à? Kèm sọc này, đây là chân váy em tặng luôn cho mọi người luôn. Sợ ai để chân váy mọi người lên chút luôn cho em mã chân váy nhá, 200 yên. Ai để chân váy mọi người lên mã luôn cho em mã chân váy 200 yên nhá mọi người ơi. Ai để chân váy cho em mã chân váy 200 yên nhá mọi người. Chân váy 200. Ai để chân váy cho em mã chân váy 200 yên giúp em. Ok cho các bà ơi, túi này. Hả? Cái gì á? Đúng là đùi 250 luôn em. Đùi 250 luôn. Cái gì? Cái đùi gì chị vẫn không hiểu. Vào đây xem nào. Bây giờ tiếp cho mọi người chân váy 200 nhá. Ok. Đùi 230 á? Là ghen bụng. Em ơi, mắc treo cái mắc này. Đưa phông chữ nhỏ đi. Phông bo bo. Ok. Ai lấy chữ nhỏ mọi người lên mã cho em là chữ nhỏ nhá. Hai set trắng đằng sau ok các bác luôn. Ai lấy chữ nhỏ mọi người lên mã luôn cho em mã là gì ạ? Chữ nhỏ cho em này. Ai lấy chữ nhỏ mọi người lên mã luôn cho em là chữ nhỏ cho em kèm màu nhá. Chữ nhỏ cho em màu này là màu xanh rêu này. Chữ nhỏ cho em màu này là màu xanh rêu này. Chữ nhỏ nhá, em bán cho mọi người 500 yên. Chữ nhỏ cho em màu này nó là màu trắng này. Chữ nhỏ form hàng của Stadio nhá, xem lớp chữ nhỏ. Chữ nhỏ màu trắng này. Con ba thùng, ok. Chữ nhỏ cho em màu này nó nào. Ok. Chữ nhỏ cho em màu này cho em này. Chân váy 200. Không có hàng mà gần 3 tháng. Ua, sao này gần 3 tháng em là có hàng gì đâu 3 tháng. Anh đang phải xem luôn cho em. Anh vào luôn xem luôn cho em bạn nào là bạn 3 tháng mà nhà mình chưa không gửi hàng cho bạn ý. Ok, bác cái gì vậy? Bác Nguyễn Hạnh đúng không? Đây nghe em vào xem luôn cho bạn. Xem luôn xem là hàng bạn nào mà tận 3 tháng mà nhà em không gửi hàng rồi ạ. Nghe em làm gì chả có đơn nào tận 3 tháng luôn ạ. À để mã này chút luôn cho em mặt chữ nhỏ. Em bảo Nguyễn Hạnh lên đơn đâu anh? Nhà em lên đơn cho bạn ở bên đâu đấy ạ? Bạn comment ở trên đây luôn giúp em cái xin nào. Chú nhỏ nhá, 500 yên nha các bác ơi. Ai lấy chú nhỏ mọi người lên mã luôn cho em mặt chú nhỏ 500 yên ạ. Ok cho các bác ơi, ai lấy chú nhỏ mọi người lên mã cho em mặt chú nhỏ cho em này. 500 yên. Chú nhỏ màu xanh cốm này. Ok chưa ạ? Chú nhỏ cho em màu này nó là màu ghi này. Chú nhỏ màu ghi giúp em. Nick anh Nam. Anh Nam là nick nào ạ? Nick anh Nam là nick Đỗ Hoàng Nam á. Chú nhỏ 500 yên có màu này màu trắng này. Chú nhỏ 500 yên cho em màu này nó là màu xanh rêu giúp em này. Làm gì nhà Tố? Làm gì nhà Tố cũng đi đưa mà nick anh Nam đâu hay là nick Hoàng Nam? Nick anh Nam á, nick chính hả? Thấy chưa? Cho bạn đi mua gì nhà mình mà tận 3 tháng anh xem nhà mình bán chưa có bao nhiêu mà 3 tháng mà anh không gửi hàng cho bạn đi. Ok cho mọi người, ok chữ nhỏ nhá, 500 yên nha các bác ơi. Ok chữ nhỏ. Ai để bộ này cho luôn cho em bộ này thì em 650 này. Ai để chuột mọi người cho em ạ, chuột 650 nhá. Hả? Bạn nhắn tin này cho em xem nào. Nam em có tìm bắt tên của bạn đâu. Ai để mã này mọi người lên mã luôn cho em. Mã là gì ạ? Ai để mã này mọi người cho tên luôn cho em. Mã là gì ạ? 650. 650. Ai để mã này cho luôn cho em mã chuột nhá. 650 chuột 650. Chữ nhỏ xanh cốm cho Hoàng Thắm. Ok. Ok chữ nhỏ nhé, bà lấy chữ nhỏ cho chữ nhỏ. Chữ nhỏ. Chốt luôn cho em, mã này mã chuột cho em này, chuột 520. Chuột ai lấy chuột mọi người lên mã cho em chuột. Ok. Ở bên Hoàng Lam nhé anh ạ. Chuột 650 ông Quỳnh Mai đây. 520 ai lấy chuột mọi người lên mà. Nghe là nhà em đang ở bên Hoàng Lam đây mà không thấy tin.
của bạn đã được. Chứ bạn nhắn tin lại cho em với để cho tin nhắn nó nổi lên trên đầu xem nào. Ok. À này mã này mọi người cho là chuột 520 giúp em nhá. Chuột hai mặt này 520 này. Bộ em đang mặc, ai lấy bộ em đang mặc thì mọi người cho đơn luôn cho em mã là gì ạ? Bộ mặt cười này, xe lốt cho mọi người. Okay. Lấy thẻ đâu rồi mà chưa chuyển khoản lại mà không biết là cái đơn của bạn này như thế nào. Chuột này có một bộ đúng không? Ờ. Ai lấy mã này mọi người cho đơn luôn cho em mã là gì ạ? Ai lấy bộ như em mặc mọi người cho đơn luôn cho em mã là gì ạ? Bộ mặt cười nhá. Ai lấy mặt cười cho mặt cười 920. Anh xem cho em 14, anh trừ đi cho em 14 tháng 5 trừ đi mùng 7 tháng 6 là còn bao nhiêu ngày anh? Ai lấy mã này mọi người lên mã đơn tre là bộ mặt cười cho em nhá. Ai lấy bộ mặt cười nghĩa là chuyển khoản lại cho bạn ý gì? Chuyển khoản lại ý gì? Ai lấy mặt cười chứ mặt cười như bộ em là mặc cả 920. Bá chuyển khoản rồi à, tí rồi giờ xem lấy pin để cho bạn. Ai lấy mã này mọi người một tuần ebook ạ? À? Ai lấy con chuột 520 ạ? À? Một tuần chưa nhận được hàng ebook ạ, à, xin nhắn cho hàng đi chưa nha. Ai lấy mã này mọi người lên mã luôn cho em, mã là mặt cười 920 bố em đang mặc nha. Bố em đang mặc là 920 nhá mọi người ơi. Hôm nay đang xem hàng hàng ấy cho mọi người. Ok, mặt cười bố em đang mặc đấy, 920 ai lấy chuột đơn. Ông chuẩn 520 cho chị Nguyễn Hương Thúy ok. Đây ai lấy mã này mọi người chuột đơn luôn cho em. Ai lấy mã này có muốn chuột đơn luôn cho em nhá. Ok chứ mọi người ơi, bộ em là bộ mặt cười nhá, 920 bộ em đang mặc này. Ai lấy cho luôn. Còn bộ này có một chút luôn cho em mà set viền cho em này. Ai lấy set viền trắng mọi người lên cho em là set viền trắng. Set viền trắng hôm nay em xem cho các bác là 1450. Còn set ngọc, ai lấy set ngọc mọi người chút cho em set ngọc nhá. Set ngọc này em đang xem nốt cho các bác một set 1620. Ai lấy chút luôn cho em là set ngọc 1620. Ok chứ mọi người. Nghe là bác nhắn tin lại giúp em với ạ. Hôm nay em đang ghi hàng để cho đi. Có gì ngày mai check nhá. Ok chứ mọi người. Nghĩa là những cái hàng nào mà nhà em đang giáp cái ngày mà nhà em ghi hàng cho khách để cho khách hàng nhà em cho đi thì thường thường nhà em xong nhà em bị chết cơ mọi người. Ok chưa ạ? Để tập trung lại để mà làm hết những cái bạn nào chuyển khoản để cho hàng của các bà ấy đi trước đã. Còn những bạn nào chúng như nào chụp cái túi bóng đỏ rồi là hàng của mọi người đi hết rồi. Đó mọi người đó ạ, cứ chụp xem là chụp cái túi bóng đỏ mà nhà em là bảo ok và hàng của bạn bay hàng từ tầm này đấy. Là mọi người sẽ ebook cho em, nếu mà chụp rồi thì mọi người chỉ cần nhắn tin bảo check đơn thôi. Còn nếu mà các bác chưa nhận được cái túi bóng đỏ thì mọi người nhắn tin bảo là hàng của mình đã được đi chưa. Thì khi đấy nhân viên nhà em thì ngày mai sẽ check cho các bạn. Ok chưa? Tại vì một tuần nhà em bây giờ đi 3 chuyến ý, nên là có rất là nhiều bà luôn ý. Chứ không phải là đi 1, 2 đơn hay 2, 3 đơn cả. Một chuyến đi nhà em đi rất là nhiều đơn. Nên là mọi người vui lòng mà đợi một chút. Những bạn nào chụp túi bóng đỏ thì mọi người đợi tầm mấy hôm sau thứ nhật nhà nhân viên sẽ đóng một chuyến bill cho bác nhá. Ok chưa? Xanh ngọc cho em. Xanh ngọc nghe mọi người nhìn kỹ xanh ngọc này cực kỳ xịn luôn nhá. Hàng xanh ngọc này nhà em cắt hàng ra nhưng mà rất là đắt rồi. Mọi người nhìn kỹ hàng nhà em là hàng hai lớp đẹp như thế này luôn. Mọi người nhìn hàng của nó là mọi người biết. Đó, hôm qua em có cho hai đứa nhà em quay TikTok cho mọi người nhìn rất là đẹp luôn. Ai lấy xanh ngọc cho xanh ngọc nha mọi người nhìn. Đẹp luôn. Bên trong có kèm lót, đây là quần nhá. Bên trong có cái kèm lót của nó là lót quần nhá. Ai lấy xanh ngọc cho em mà xanh ngọc nhá. Em mở thì nhân viên mở là không biết đơn nào ạ. Bác Mai Hương à, anh ghi bạn Mai Hương đây thì anh check cho bạn đấy xem nào. Sao mà nhân viên nhà mình này hỏi là đơn nào là sao. Ok bạn ấy nha, tí em check không. Ai lấy mã này mọi người chút lên cho bạn xanh ngọc nhá. Xanh ngọc kèm size đi mọi người ơi. Xanh ngọc kèm size 2 XM. Và đây có một chút cho em mà xếp viền trắng 1450 cũng kèm 2 XM cho em. Hôm qua nhà em có hai đứa, hai bé nhà em nó quay TikTok cho mọi người xem rồi đấy. Xanh ngọc kèm size nhá. Và xếp viền trắng kèm size này rất là đẹp luôn thật. Xét viền trắng kèm size và xét ngọc kèm size cho em. Một xét ngọc này là 1620 và xét viền trắng này là 1450. Ok em yêu trên đây. Anh nhìn luôn cái bạn Mai Hương đây tí và anh xem nào. Ai nhắn tin để bảo là hỏi đơn nào. Để xem của khách xem là nó có cái đơn nào khách như thế nào chứ. Ai để túi mọi người lên mã túi cho em này. Túi này còn được 5 con này, 5-6 con là hết. Ok xét ngọc ok các bà luôn. Ai để mà túi này mọi người lên mã cho em mà túi cho em này. Túi kẻ, túi ngọc cho em, ai để túi ngọc cho túi ngọc nhá. Túi ngọc chỉ có màu trắng thôi. Xe ngọc à? Không, xe ngọc có mỗi màu trắng thôi là hết rồi các chị ơi. Ai để mã này mọi người lên mã luôn cho em mà túi. Okay. Túi gì đây? Túi ngọc đi. Bác cho luôn cho em mà túi ngọc nhá. Bán cho các bác lốt 750 này. Ai để túi ngọc mọi người lên mã luôn cho em mà túi ngọc 750 nhá mọi người. Ai để túi ngọc các bác lên mã cho em túi ngọc 750 nhá mọi người ơi. Ai để túi ngọc mọi người lên mã cho em mà túi ngọc 750 nhá.
ok cho mọi người. Ai này túi ngọc, mọi người lên mã đơn cho em mặt túi ngọc 750 giúp em nha. Mọi người comment giá rõ giá giúp em với. Comment cho em mặt túi ngọc 750 nhá. Mọi người comment đúng mã cho em mặt túi ngọc 750. Em còn được shop mấy con thôi, hôm nay em đang sale hàng mà mọi người. May đang sale hàng, mọi người comment đúng mã cho em mã là gì ạ? Túi ngọc cho em 750 nhá mọi người. Rất là xinh luôn. Mọi người kéo cao kéo thấp lên cũng được, rất là xinh ấy. Bên trong rồi, mọi người bên mép đây có hàng ngọc cho mọi người này. Đó. Ai để túi ngọc mọi người lên mã cho em mặt túi ngọc. Bên trong mọi người tha hộ đựng vừa bao nhiêu đồ luôn. Đựng ví, đựng thoải mái tất cả các đồ luôn nhá. Túi ngọc 750 sale cho mọi người lúc. Nào đây. Ai lấy mã này mọi người chốt đơn luôn cho em. Ok xin ngọc bà lấy chốt nhá. Mày đang sale hàng này. Ai để kính mọi người lên mã kính cho em này. Kính nha. 499 kính này lam nữ đều đeo được nhá mọi người nhá. Ai để kính mọi người lên mã cho em mặt kính cho em. Kính bao nhiêu ạ? Kính 499 yên. Nam nữ đều đeo được nhá mọi người. Bên này có viền chữ này, ai lấy kính mọi người lên mã kính cho em 499 yên nhá. Lam nữ đều đeo được các bác ơi, rất là xinh luôn. Ai lấy kính mọi người lên mã cho em, mã là kính cho em này 499 yên kính, ai lấy kính mọi người lên mã cho em. Kính 499 yên nhá, lam nữ đều đeo được nhá mọi người ơi. Rất xinh luôn. Ai lấy kính mọi người lên mã kính 499 cho em. Toàn những bà hỏi một tuần đấy nhở. Toàn những bà hỏi là một tuần có hai bà đấy. Ok bạn Trần Đinh nhá. Bạn chưa nhận được hàng thì bạn đi book nha. Bạn Anh Viên nữa này. Xem màn nhà hàng của mọi người đi chưa nha. Ok chưa các bà ơi. Ai để comment cho em một kính 499 này. Có viền đây này. Rất xinh luôn. Bên trong đây mọi người có thể đựng kính, đựng ví thoải mái luôn. Bên trong đây mọi người đựng kính thoải mái. Kính 499. Ai để kính 499 rất kính 499 nha. Thế trên này chim này em không trả lời những đơn hàng của mọi người đâu. Tại vì bên dối là nhân viên em không trả lời cho các bác được ý. Bây giờ mọi người em đang livestream trên đây, mọi người bảo em trả lời thì hết bố ra hết livestream luôn. Ok, còn mọi người cứ yên tâm, nếu mà nhà em chưa chụp từ bóng đỏ như em vừa nãy bảo mọi người ấy, nếu mà nhà chưa chụp từ bóng đỏ thì mọi người nhắn tin bảo là hàng của mình đã được ghi chưa. Còn nếu mà thấy chụp bóng đỏ rồi mọi người cần check đơn thì mọi người hỏi là hàng của mình đã được sang tới Nhật chưa, thì khi lấy nhân viên em sẽ check cho mọi người cho nó dễ. Ok cho mọi người. À ai lấy công mừng chốt đơn luôn cho em chứ, bây giờ một nhà em mỗi ngày bán cho bao nhiêu người á. Mọi người vào đây mọi người hỏi thật sự là em không biết trả lời làm sao luôn. Bây giờ trả lời không biết thì mọi người bảo ô con này bán hàng thì không biết gì. Mà bây giờ trả lời linh tinh thì mọi người bảo này, này trả lời ồ, linh tinh chờ đất đúng không ạ. Bây giờ muốn check hàng là phải vào xem tin nhắn của mọi người đâu cơ. Ai để chút tân luôn cho em phong bo cho em nhá. Ai để bo mọi người chút tân cho em phong bo xem đốt 500 yên này. Ai để phong bo mọi người lên mã cho em phong bo kèm màu nhá. Ai để phong bo mọi người lên mã cho em phong bo cho em màu xanh rêu này. Ai lấy phông bo mọi người lên mã cho em mặc phông bo. Đây là màu này là màu xanh rêu cho em này. Phông bo cho em màu này nó là màu trắng cho em này. Phông bo cho em màu này nó là màu trắng cho em. Phông bo nhá, bo trắng này. Phông bo cho em màu này cho em nó là màu lâu này, màu da này. Phông bo em xem có 500 thôi, đứa trước bán 680 lại xem 500. Anh nghe mấy bạn bảo gì chưa? Bạn nói bé có đọc nghe gì. Phông bo cho em màu đen này. Ai lấy phong bo mọi người lên mã cho em phong bo kèm màu nhá, 500 biên phong bo ghim luôn đi em. Không vừa nãy có mấy cái phong kia đi ghim luôn đi, chữ nhỏ ghim luôn đi, để ghim luôn đi. Lâu ghim luôn tí đợi đến bao giờ một tí lại quên. Xeo hàng cho mọi người tiếp này. Ai lấy dép mọi người lên mã dép này cho em đi này, dép này em xeo nốt cho mọi người nhá. Bo kèm màu đi các bác ơi, bo kèm màu nha, phong bo kèm màu. Ai lấy mã này mọi người lên mã luôn cho em mã dép này, dép hình. Ai lấy dép hình mọi người lên mã luôn cho em mã là gì ạ? Dép hình cho em. Các bạn lên mã luôn cho em mã là gì ạ? Em vừa thấy tin nhắn của bác rồi, ok chưa ạ? Ai lấy cảm ơn chút tân luôn cho em. Nero còn vẫn còn dùng nhé bác Anh Viên ơi, em vừa thấy bác nhắn tin đi rồi. Vẫn còn dùng mà. Ok chứ mọi người, ai lấy cảm ơn chút tân luôn cho em mã là gì ạ? Dép hình à? Đất hình bao nhiêu nhỉ? Dép hình bán cho mọi người là 599 nhá. Ai lấy dép hình mọi người lên mã cho em mà dép hình cho em 599 đi nhá mọi người ơi. Ai lấy dép hình cho dép hình cho em 599 nhá. Ok chưa? Những bác nào cần hỏi hộ đơn thì ngày mai trả lời nhá mọi người. Tại vì hôm nay nhà em đang ghi hàng cho đi. Hôm nay có mấy bạn đang tập trung hết để ghi hàng. Những bạn là chuyển khoản hết rồi thì cho hàng đi hết của mọi người đã. Còn bà nào mà check hỏi đơn thì ngày mai trả lời sau nhá. Cho nó dễ. Không có mọi người bảo hôm nay mọi người nhắn thì bảo hôm chưa thấy trả lời. Thế bây giờ nhà em đăng ký hàng cho đi đã. Ok cho mọi người. Ai để xếp hình mọi người lên mã xếp hình cho em 599 yên.
có sai bao nhiêu ạ? 35, 36, 37, 38, 39 xếp hình. Ok cho mọi người. Ai để xếp hình mọi người lên mã đơn trên mã xếp hình cho em nhá. Xếp hình cho em này, kèm sai giúp em nhá mọi người ơi. Rất xinh nha, xếp hình rất xinh nha mọi người nha. Xếp hình cho em. Ok cho các bà ơi, cú te cái khủng luôn. Kèm sai nha các bà ơi, bằng người không lấy sai ạ. 599 thôi, hiệu rẻ quá không mấy đứa. Thế luôn mọi người. Hàng này mọi người đang mua là 750 yên đến 850 yên một đôi. Em bán cho các bác còn 599 luôn thôi. Ai lấy mã comment comment đúng mã thì mã là gì ạ? Dép hình cho em kèm sai. Dép hình cho em Thúy kèm sai nha mọi người ơi. Dép hình kèm sai. 35, 36, 37, 38, 39 cho em dép hình nhá. 35, okay 35, Quốc, 38 cho Quỳnh Nguyên. À, đa lấy cho chị một cái má Becky. Becky hàng cao cao 2 cúc, hàng đan x x. Biết không? Cao cao 2 cúc mà hàng đan x chéo chéo ấy. Cứ ra xem, ơ rồi, từ từ đập vào đầu. Dép hình nhá, ai lấy dép hình, người dép hình 599 yên. Có sai kèm sai cho các bác luôn nè. 35, 36, 37, 38, 39 nha, ok chưa? Còn ai lấy túi như em đang đeo thì mọi người lên mã cho em mà túi gì ạ? Mọi người lên mã cho em mã là gì ạ? Túi ngọc 750 yên túi ngọc. Chúng em đang đeo túi ngọc, em còn được vài con thôi. Em sale lốt, hôm nay hàng giá sale ấy. Hôm nay em sale hàng á. Mọi người nghe rồi, hôm nay em sale hàng nên em mới sale được giá này cho các bác thôi nha. Sale hàng nha, đây hàng bom nữa này. Em sale hàng bom cho các bác này. Có nha, tiếng nha, được tốt rồi nha. Ok, có ai lấy su, mọi người lên mã cho em mã su nhá. Ai lấy su, mọi người lên mã cho em mã su cho em này. Su màu xanh này rất là lạ luôn. Ai lấy su, mọi người lên mã cho em mã su. Số cho bạn tiếng nhật, ok. Ôi đúng rồi, còn nhiều không em? Ai lấy su, mọi người chút đơn luôn cho em mã su cho em. 515 yên. Màu này có không em? Nên xem không su màu này xem còn không. 515 yên su, ai lấy su, mọi người lên mã cho em mã su 515. Su 515 xem hàng bom đây. Khổ mệt mỏi lắm mọi người ơi, bây giờ bán bán hàng không biết lãi bao nhiêu tiền thì tớ suốt ngày xem hàng bom mệt mỏi. Thế nên chỉ muốn cáu luôn ấy các chị ạ, thật sự luôn ấy. Ai lấy có một chút đơn luôn cho em. Má này giúp em luôn nhé, ai lấy hình. Hết à? Ai lấy má này mọi người chút đơn luôn cho em mã hình cho em này, hình 500 yên này. Hình 500 yên nhá, ai lấy hình mọi người lên mã hình cho em ok em ok. Hình 500 yên giúp em. Ai lấy hình mọi người lên mã hình 500 yên cho em nhá. Bộ em đang mặc, ai lấy bộ em đang mặc mọi người lên mã luôn cho em, má là gì ạ? Bộ mặt cười. Ai lấy bộ em đang mặc mọi người lên mã luôn cho em, má là gì ạ? Bộ mặt cười cho em. Ai lấy bộ mặt cười mọi người lên mã bộ mặt cười cho em, 920 yên bộ mặt cười. Ai lấy bộ mặt cười mọi người lên mã xem mã bộ mặt cười cho em nhá. Xe nốt cho các bác luôn 920. Đây ghi này. 999 yên. Không xu nhỉ. Okay. Ok hình 500 hết rồi ạ. À? Ai lấy mã này có mới chuyên lên cho em lên mã cho em 999 yên kèm sai, không lên mã đâu. Mã cho em mã 999 yên kèm sai. 999 yên, ai lấy mã này mọi người lên mã luôn cho em mã 999 yên kèm sai. Mọi người lên mã cho em mà 999 yên kèm sai. Ok ạ. Mọi người lên mã luôn cho em mà 999 yên kèm sai 3 size ML cho em. Ai để mã này mọi người lên mã cho em mà 999 yên kèm sai 3 size ML 999 nhá. Ai để tiếp đây mọi người ơi. Cái gì nhỉ? Mấy bộ gì quên mất tiêu rồi. Carina trên tường. Xét đấy là B25. Anh Nam đứng ra để ấy cho em ấy. Cái ta là B25 gì kìa. B25 999 nhá mọi người ơi. Mọi người lên mã xem 999. Em có một cái má quần thể thao này. Em đang sell thể thao cho mọi người. Cái gì? Đó. Cái nào? Cái B25 đó. Đúng rồi, cái set đấy. Váy ok mọi người, là một chuyện cho em lên 3 mã váy cho mọi người chốt nhá. 999. Ai đấy có mừng cho em ở B bao nhiêu, B25 giúp em. 1 cn bao nhiêu nhỏ, anh Nam vào xem mã cho em luôn. B25 bao nhiêu tiền luôn. Mấy đứa nhớ B25 bao nhiêu tiền không? Mà xinh lắm, kiểu bánh bèo, một người phối với quần suông xinh dã man luôn. Ai đấy B25 mà ngồi lên mà B25 giúp em thì như bán 1 cm thì sao nhỉ? Đúng không? Đằng sau này. Ai đấy mã này mọi người chút lên cho em B25 1 cm. B25 xinh lắm, xếp 2 món, một áo dây và một cardigan đó, ok chưa mọi người? Đẹp lắm mọi người, mặc cái này phối với quần suông nên phối với ghi đẹp dã man luôn. Ai lấy mã này mọi người lên mã luôn cho em B25 kèm màu giúp em nhé, 1 cm set cardigan này cho em. Phối đồ đẹp lắm mọi người ơi, phối đồ cực kỳ. 1120 á,
Một xin 120 yên nha các bà ơi. Ai đấy có 100 và B 25 kèm màu. Cái quần 99 có mỗi ngày đúng không? 1120 nha các chị ơi. Hả? B25. Con đấy còn không? Con mà. Thế là hết. Thế mà anh đang bảo hết. B25 1120 này xinh lắm mọi người ơi. Mặc con này cực kỳ xinh luôn. Thật sự rất là xinh luôn ý mọi người ơi. Ai đấy mã này mọi người chốt luôn cho em. Mã là gì ạ? B25 1C120 yên. Mã B25 giúp em. Xinh chưa mọi người ơi? Đẹp lắm. Cái này nam nhà em bảo chọn cho mọi người đấy. Nam nhà em đấy. Tại vì mặc cái áo này rất là cute luôn ý. Thật. Nam nhà em bảo mặc con này mà mặc một là mặc chất váy xếp ý. Em ơi thì mình có chất váy xếp không? Nên kia đấy cho chị xem váy xếp luôn. Và lửng trơn ý. Lửng trơn luôn. Mọi người mặc con này mà chân váy xếp. Ê ơi nhìn nó đẹp cực kỳ luôn. Thế luôn. Xíu luôn. Đó xếp váy xếp. Có màu trắng đen ý. Thế còn không? CVC mặc đẹp lắm mọi người, mặc con này B15 nam nhé, em bảo lấy cho mọi người đấy ạ, chứ không phải là em đâu. Nam nhé, em bảo mặc cái này cực kỳ là xinh luôn, mặc cái này nhìn kiểu là bánh bèo ấy, nhìn nó kiểu cute lắm. Nam bảo thế nhưng bảo ok thế đi đấy. Đó mọi người ạ. Đó có màu đen không? Có màu đen nữa sao? Đây em cho các bác xem mọi người, mặc cái chân váy này mặc phối đẹp lắm. Thế mọi người luôn đấy, con mắt của người con trai người ta nhìn vào người ta đã cảm thấy đẹp rồi. Có màu đen mà, chứ chị vừa nhìn thấy. Đó, mắt của con đây ạ, à. Mọi người nhìn mặc con này nhìn xinh không? Thấy không? Mọi người thấy xinh không? Mắt của người đàn ông người ta nhìn vào cảm thấy rất là đẹp luôn, chứ không phải là mình. Chân váy ai lấy comment cho em mà CVC ai lấy CVC mọi người lên mã luôn cho em, mã là gì ạ? CVC kèm màu kèm size 630 một CVC. Có màu đen, màu lâu và màu đen nâu trắng. Có màu đen nữa cơ nhưng mà chưa thấy màu đen đâu. Chưa thấy màu đen đâu đúng không? Ai lấy mã này mọi người chốt đơn luôn cho em, mã là gì ạ? CVC kèm màu kèm size. CVC có màu này là màu trắng. CVC che màu này nó là màu lâu và CVC có màu đen. 600 bao nhiêu ạ? 625 yên. Lê bom. Ok, CVC kèm màu kèm size nhá. Lê bom. Đúng không? Nay bom đúng không? Không phải, CVC không phải đâu. CVC nhá, CVC. Cái màu kèm size có màu đen nữa cơ. Có màu đen nữa cơ các trẻ ơi, còn màu đen nữa nhá, còn màu đen nữa. Có quần thể thao đen đang xem quần thể thao đây, CVC kèm màu kèm size, màu trắng một, có màu đen nữa cơ nhưng mà chưa thấy màu đen đâu. Thật giờ này thật nhiều hàng quá. Ở đang có em này lên hôm nay đang muốn sale cho các bác luôn. CVC ai để có một chút luôn cho em CVC. Thôi ok em yêu ơi, ra để cho chị cái máy nay bom đi, mang một con nay bom vào đây chị sẽ. Lê bom. Sáu trăm bao nhiêu ạ? 600 bao nhiêu ạ? 630 yên. Còn cái má này là B25 này, đẹp nhở? Đúng không? Thật sự mọi người, con này rất là xinh luôn. Bán có 1120 thôi. 1C120. Ai để B25 chút bên B25 cho em này. 1C120. B25 ai để B25 mọi người lên mà B25 cho em 1120. Còn má này bà lấy chút đơn luôn cho em. Má là gì ạ? Sơ mi hộp cho em nhá. 600 quên bao nhiêu ạ? Sơ mi hộp chưa bán bao nhiêu? 699 đúng không? Hay 599 nào? Mấy đứa ơi, được chưa? Sơ mi hộp nhà mình bán bao nhiêu ấy? 599 sơ mi hộp. Nguyên có ok. À đi sơ mi hộp mọi người cho em sơ mi hộp. Sơ mi hộp nhà em cực kỳ là chất cực kỳ mát luôn. Em dám khẳng định mọi người một điều luôn. Chất mát. À này, má này mọi người cho tôi luôn cho em, má là gì ạ? B25 cho bắp bắp. À này, má này cho tôi luôn cho em, mất sơ mi hộp cho em. À, lấy sơ mi hộp mọi người lên má chị em, mất sơ mi hộp 59 chất mát lắm. Riêng chất này em cam kết với mọi người là chất cực kỳ mát. Cam kết luôn, tại vì riêng da của mọi người nhé, mọi người cho lên cái da của mọi người. Nếu mát thì không mọi người mát biết ngay mọi người. Thật. À, lấy CV này mọi người chút nữa chị mất CV136 kèm size. CV136 kèm size 3 size ML CV136. CV136 kèm size 1C250 CV136 kèm size. Này bom đem hay xèo cho các bác mấy cái má. Đây này còn cái CV này, hôm trước cái trang nó sử cái CV này đẹp thật. CV68. Hôm trước có cái bé trang em nó vào đây nó có con vài lửng không có đó các trẻ ơi. Đây cho các bác xem chân váy này đẹp lắm. Này cái trang mà con chân váy này đẹp lắm. Hình như nó lấy bên ngoài đúng không? Còn lấy bên ngoài hình như nó lấy bên ngoài rồi. Mà con này đẹp lắm. Cái trang lấy trang em vào đây nó mặc thử con chân váy đẹp dã man luôn mọi người nhìn chân váy này. Ai lấy chút luôn cho em CV68 3 size ML bán cho các bác chỉ có 1C100 bao nhiêu? CV68 bán bao nhiêu nhỉ? 1C150 ạ? 1C150 thôi các trẻ ơi.
một CV 50. Ai lấy CV một người chút đơn chạy mặt CV 68 nhé, chân mấy bò mặc đẹp lắm. Ai lấy CV chút đơn chạy mặt CV 68 kèm 3 size SML CV 68 kèm cho em 3 size SML giúp em. Giá cho các bác luôn là một sen 150 thôi, chân váy bò dài này chỉ bán 150 thôi. Kèm 3 size ML nhá mọi người nhá, CV 68 3 size ML. Cái gì đấy? Nó 150. Ba đây các trẻ ơi đây ạ. À. Dáng cao mà đây nó dài dài dạ quên dài. Dài dài qua đầu gối cho bác này. Dài qua đầu gối. 3 size ML em bán 150 thôi, đáng nhẽ là bán cho các trẻ luôn là 1250. Nhưng hôm nay sale nhá, mọi người nghe rõ giúp em này. Sale là còn 1150 thôi. Ai lấy CV 68 đây ạ, à, mặt sau đây các trẻ ơi, đằng sau này. Túi này xinh dã man luôn ý, thật sự rất là xinh luôn. Kèm 3 size SML giúp em. S từ 45 cân đổ lại. S tầm 45 cân đổ lại. Chân váy ạ. À. Size M thì khoảng 52 cân đổ lại. Size L tầm khoảng 58 cân đổ lại. Không chứ cái trang nó vào đây mà có chân váy này đéo lắm. Thì nhìn rất là ưng luôn. Còn loe này mọi người chốt cho em loe này. Riêng loe em cam kết các bác em bán bao giá rẻ cho mọi người luôn. Loe bom, mọi người lên mã trên mà loe bom em bán 750 yên thôi. Thế luôn lãi bằng lãi bằng tình cảm, tình yêu đối với các bác thôi. Sẻ bên dưới nhá. Loe sẻ ở bên dưới này. Không. Xem nào. Con mà. Em này ghế em đứng lên nhìn nhờ ấy ra. Cái nước trên mắt. Ai à, mã này mọi người chút lên trên mắt loe bom. Loe bom cho em nhá, loe cặp cao loe bom 750 yên. Kèm cho em Thúy 3 size ML loe bom nha các chị ơi. Chất dày dặn dã man. Ai lấy loe bom mọi người lên mã luôn trên mắt loe bom cho em nhá. Đây em ơi, như ở đây sao này. Sim nó lên rồi. Loe bom mọi người lên mã trên mắt loe bom của loe nhá, loe bom nhá mọi người. Mọi người lên mã luôn trên mã là gì ạ? Loe bom cho em. Giá cho các bác loe bom này bao nhiêu ạ? 750 yên. Loe này nó loe dáng sẻ này, loe cặp cao luôn ý, loe bom. Giá cho các bác luôn. Có biết ghi vải em bán cũng 750 thôi. Thề. Có mình rõ cho em mã loe bom nha, có mình đúng mã cho em mã là loe bom nhá mọi người ơi. Có mình đúng mã cho em mã loe bom nhá mọi người. Đúng rồi, áo quần đây, đúng rồi. Loe bom. 3 size ML, ok các chị ơi. Nào mọi người lên mã luôn cho em, mã này giúp em mà nó dép hình này. Có nhá. Dép hình, ai lấy dép hình mọi người lên mã luôn cho em mã dép hình 599 yên. Kèm cho em Thúy 3 size 5 size 3536 3738 39 chất đẹp lắm mọi người ơi này. Ai lấy dép hình mọi người lên mã luôn cho em mã là gì ạ? Dép hình. Mọi người lên mã luôn cho em mã là dép hình cho em. Ai lấy dép hình mọi người lên mã luôn cho em mã là gì ạ? Dép hình ai lấy dép hình mọi người lên mã luôn cho em mã dép hình này. Mà đi đánh nhau mẹ chết bà. Đi đánh nhau. Ai lấy có muốn chút lên cho em dép hình cho em 599 nhá. Dép hình ai thuê em đi đánh nghe nào. Đập phát chết luôn. Hãy biết gì mà cười. Còn đây mọi người muốn đi dép đôi thì mọi người đi dép này nè, dép này xịn nè, dép này cực kỳ xịn luôn nè. Đây nè mọi người đi dép đôi, mọi người đi dép này cho em, dép này cực kỳ xịn luôn đó. Dép này dép cao su, dép này mọi người nó nặng tầm khoảng hơn 5 nặng đó. Dép này ai lấy dép này mọi người lên mã cho em mã là dép kẻ cho em 670 yên nhá. Dép kẻ lâu và dép kẻ đen nhá. Dép kẻ lâu và dép kẻ đen cho em xinh dã man, bán 670 yên thôi. 3536173839 nhá, bảo lấy cho tôi luôn cho em. Ai lấy dép kẻ mọi người lên mã luôn cho em mà dép kẻ lâu và dép kẻ đen cho em nhá. 3536173839 40. Hình như 3940 là cùng một size sao ấy. Ai lấy dép kẻ mọi người chút luôn cho em mà dép kẻ cho em đằng sau này. Nặng lắm, dép này nặng dã man luôn. Ai lấy dép kẻ mọi người chút lên mà. Dép kẻ lâu và dép kẻ đen. Ai để túi em đeo chút luôn cho em mặt túi ngọc nhá, 750 thôi. Mày treo xuống cái này, treo lên cho chị. Quần để thao đây, treo. Để thao treo, bom. Quần để thao nhá. Treo quần để thao á mọi người ạ.
ai lấy thể thao sẻ mọi người, bà nào nhận được quân thể thao sẻ anh em chưa? Sẻ em các chế. Form đẹp chưa? CV 8. Ok. Ai lấy thể thao sẻ các bác lấy mã luôn cho em, mã là gì ạ? Cho Tân luôn cho em mã là gì ạ? Thể thao sẻ cho em 899 yên. Game màu, game size. FML đến XN luôn. Ai lấy thể thao sẻ các bác lấy mã luôn, mã thể thao sẻ. Quần thể thao có sẻ bên dưới này. Ai lấy thể thao sẻ mọi người lên mã cho em mã thể thao sẻ cho em. Ghi đen trắng. Thể thao sẻ kèm màu kèm size. Ok chưa? Ai đến thể thao sẻ mọi người lên mã thể thao sẻ cho em. Mặc quần thể thao nhá mọi người nhá. Mặc mùa hè này nhức nách chân. Chân này cực kỳ mát luôn. Ai đến mã này mọi người lên mã luôn cho em mã thể thao sẻ. Mặc mùa hè mọi người mặc mấy quần này rất là ok luôn. Thể thao sẻ nhá mọi người ơi. Thể thao sẻ. Ai thể thao sẻ mọi người lên mã luôn cho em thể thao sẻ này. Ok thể thao sẻ nhá. Trắng đen ghi 899 nhá mọi người. 899. Ai lấy chốt đơn luôn cho em. Đây váy đây, váy hở vai. Váy mấy em bây giờ còn nhiều đâu, váy em hết rồi. Em kể Nguyễn Thị Phương. Váy hiếm đây mọi người ơi. Đây. Ai để váy này chút luôn trên mà váy yếm nhá. Còn mấy váy trễ vai này có mỗi hai váy này là còn hàng, không có mấy váy yếm hết. Tôi dần luôn cho em mã là gì ạ? Váy chất đẹp lắm, 1370 thôi em bán cho mọi người rất là rẻ luôn, khoảng 2 lớp này. Ai để comment chút dần luôn cho em. Chút dần luôn cho em mã là gì ạ? Váy yếm cho em, chút luôn trên mà váy yếm. Có thấy ạ? Cho em váy trễ vai. À, bác Miu Hồng anh Nam à, anh Nam đưa cái máy in nó đưa em mời Min cho mấy bạn nào. Mấy bạn bà Miu Hồng có bảo hỏi 3 lần rồi chưa thấy ai trả lời. Ai để có một chút ra luôn cho em váy yếm cho em nhé. 1370 2SM. Và váy trễ vai cho em là 1C bao nhiêu á? 1299 à? Váy váy trễ vai nhá. Váy trễ vai cho em này. Hai bên bả vai nó đính ngọc cho mọi người này. 2 size M nhá. Váy chế vai là bao nhiêu em? Váy chế vai là 1299. Còn váy yếm là 1370. Váy yếm là 1370. Còn váy đặt xong cho đơn sao? Đặt xong em inbox vào cái đường link kim ở váy dưới. Váy chế vai là 1299. Còn váy yếm là 1370. Ok cho các váy yếm vừa về. Em treo đây chị. Không chứ nhỏ. Đây váy chế vai nhá. Váy chế vai là 1370 1299. Còn mã này là váy váy cái gì nhỉ? Mẹ xong này rất nhiều thế. Váy yếm cho em là 1370. Váy yếm không quên lên anh. Ok ạ, váy yếm. Ok, các bạn vào đấy chốt nhá. Váy màu đây, váy hôm đấy hết rồi. Váy bên nhiều váy bên trên hết rồi. Em ơi, thả chị xách gấu với chân váy trên tranh cùng ấy. Còn mã này có một chút luôn cho em mà xách ngọc 1620. Ai lấy xanh ngọc mọi người lên mã luôn trên mã xanh ngọc nhá. Cho dân luôn cho em xanh ngọc 1620 kèm 2 xe SM. Và mã này mọi người cho luôn trên mã xét viền trắng cho mẹ xét viền đen. Xét trắng, ai lấy xét viền trắng cho luôn trên mã xét viền trắng 1450. Em có mặc hai bé nhân viên, em có mặc mẫu quay video trên TikTok cho mọi người rồi ạ. Ai lấy mã này cho luôn trên mã xanh ngọc nhá. Xanh ngọc 1630. Xét viền trắng là 1450. Ok cho các bác này yêu. Không, xét gấu mà. Còn đây lụa đây, ai đến lụa mọi người cho dân luôn cho em lụa được chú em treo mẫu này thôi nhá. Lụa bom đây mọi người ơi, khổ lắm. Ai đến lụa mọi người lên mã lụa thề lên bà 699 rẻ quá không các bác. Ai đến lụa mọi người lên mã cho em mà lụa cho em này. Có mừng cho em mà lụa thỏ nhá, ai thấy thỏ mọi người ơi. Thỏ trắng mọi người chút luôn cho em mà thỏ trắng và thỏ đen này. Thế bán rẻ dã man cho mọi người nhưng mà chất lụa nha, em bán là bán chất lụa chứ không phải bán chất kate nó có các chị nhá. Ai lấy chút luôn cho em mã là gì ạ? Thỏ đen và là gì ạ? Và thỏ trắng nhá, thỏ đen và thỏ trắng. Áo như là quần như thế luôn. Áo như là quần như thế luôn, thỏ trắng và thỏ đen.
giá cho các bác luôn là mùa 699 nhá. Ok chưa, thỏ trắng và thỏ đen này. 699 mặc mát lắm mọi người ơi, mặc cực kỳ mát cho mọi người luôn. Má lắm, chất lụa này cực kỳ mát luôn. Siêu mát luôn mọi người ơi. Ai lấy thỏ nào mọi người chút đơn cho em bác thỏ trắng và thỏ đen nhá. Đó ok chưa? Ok, em yêu cho em chị đưa chị về. Ok mọi người ơi, chất mát mà. Ai lấy gấu mọi người chút đơn cho em bác gấu. Sẽ ai màu trắng. Mọi người lên mã cho em mã này mã khô lâu rồi. Ok, lụa thỏ cho em. Thỏ đen Du Trang. Thỏ đen cô út. Ok. À này, má này mọi người lên má luôn cho em. Má là gì ạ? Polo gấu. Lụa em bán rẻ mà luôn, thật. Okay. Còn nhiều mẫu lắm. Em nói thật mọi người. Sale cho mọi người. Sao cứ bị lốc ý? Sao ý nhỉ? À này, má này mọi người lên má luôn cho em. Má là gì ạ? Polo gấu. À này sẽ polo gấu này mọi người lên má cho em luôn. Và polo gấu 780 yên polo gấu nhá. Hàng hai mặt đằng trước đằng sau này. Polo gấu nhá. Để bộ em treo chị hai bộ lụa lên đi. Polo gấu, ai để polo gấu mọi người lên má cho em polo gấu giúp em. Cho em polo gấu cho em nhá. Chất đẹp lắm, hàng hai mặt cho mọi người này. 780 yên polo gấu, ok các bác. Vậy che vai cho cô út, ok. Polo gấu 780. Còn CV này các bác chúng lên cho em CV771. CV này mọi người lên má cho em CV771 nhá. CV771, ai để CV này mọi người lên má cho em CV771. CV771 nhá, ai lấy CV mọi người chút luôn cho em CV771 cho em. CV771 là bán cho các bác là 1250, CV771 là 1250 nhá. 3 size SML. Ai lấy CV771 chút lên mã CV771 này. Hàng đẹp lắm, chất cực kỳ đẹp luôn. Ai lấy CV771 mọi người lên mã cho em CV771 nhá. Rất xinh cho mọi người luôn. Ok chưa? Ai lấy cho tôi luôn cho em. Ok, sale tiếp hàng cho mọi người này. Bị nước uống được không? Hay nào là để em không được anh? Nương nước xấu kìa, trên bàn kìa. Đây, không cần. Cô lô gấu cho Hồ Thị Quỳnh. Đây, em có một cái mã này bán cho xe cho các bác này. Ok, chị Lan Anh. Polo gấu cho Nguyễn Thị Mai. Ai này, ui con này ghi thì xinh đấy. Ai này ghi chút ghi xe rút 500 yên này. Ai này ghi chút em mà ghi 500 yên nhá. Xe rút ghi 500, ai này ghi một người lên mã ghi 500 giúp em. Ai này ghi một người lên mã cho em mà ghi 500 yên nhá. Ok, ai này ghi một người lên mã cho em mà ghi 500 yên này. Ai này ghi một người lên mã cho em mà ghi 500 này. Xinh chưa? Nguyễn Thị Mai lấy sai ghi đẹp thật sự luôn. Nam nữ đều mặc được nhá. Nam nữ đều mặc được ghi. Ai này ghi một người lên mã ghi cho em. Ghi ai này ghi cho đi ạ. Ghi 500 nhá. Ghi 500 các bác ơi, ghi 500. Nam nữ đều mặc được cho em luôn. Form rất đẹp luôn. Bộ ok Nguyễn Thị Mai. Ok, ai này bán này mọi người lên bán luôn cho em. Ghi 500. Hoàng Thắm. Ghi 500 còn. Còn nhá các bác ơi, còn hơn chục con cơ, bảo lấy cứ ghi chốt ạ. Còn này hơn chục con không? Còn hơn chục con nữa cơ, hàng đẹp lắm. Ai này ghi mọi người lên mã ghi 500 này, hàng vượt Stadio nhá, form đẹp dã man luôn. Lan mới để mặc được, mọi người mặc đôi cũng được, rất là xinh luôn ấy. Đây ai lấy mã này mọi người lên mã luôn cho em, mã là lửng cho em này. Bộ số cánh tiên đấy có đây, Ngọc Lan ơi, đây tớ có đây. Tớ đang đính lên cho mọi người đây. Ai lấy mã này mọi người lên mã luôn cho em, mã là lửng cho em này. Có một đó cho em mã lửng 650, 3 size SML nhá. Lửng 650 kèm 3 size SML cho em luôn. 1650. Ok ạ, à, 1650 kèm 3 size SML nhá các bác ơi. Ai lấy 1650 mọi người trên cho luôn cho em mã là gì ạ? 1650 kèm 3 size SML này. Ai lấy 1650 mọi người lên bán luôn cho em mã 1650 kèm 3 size SML nhá. Ai lấy 1650. Hết sạch rồi ạ. Còn màu gì em? Đây còn màu gì? Dán với đỏ á? Bảo bạn đi đổi sang đỏ, dán được không? Xanh bảo hết size đấy rồi. Ai lấy cho nó lửng 650 nhá, 3 size SML, lửng rách nhá mọi người ơi. Bây giờ cái size đấy hết rồi, size lam đấy hết rồi, khổ thế chứ này. Có ngực không ạ? À? Có ngực không chị? Có, áo ngực cá có, áo ngực thì tớ vẫn còn nhá.
Ui váy này em còn này, bà lấy chốt nhanh nè. Bà lấy chốt nhanh cho em váy này này. Váy này hôm trước em bán cho các bác đấy. Váy ai để váy tay bồng, mọi người lên mã váy tay bồng cho em đằng sau siết eo này. Váy tay bồng này em bán cho các bác 1450 nhá. Ai để váy tay bồng mọi người lên mã luôn cho em vào váy tay bồng cho em. Chắc bà là cũng biết váy tay bồng này rồi. Đẹp lắm. Hàng này thì trước em mặc rồi đẹp lắm. Nó xẻ đằng trước cho các bạn này này, xinh dã man luôn. Ai để món này có một chút đơn 2 size M nhá, váy tay bồng. Ai để váy này mọi người chút đơn luôn cho em một váy tay bồng cho em. Đọc tên là mọi người biết là váy tay bồng thì cho em bán bao nhiêu rồi ạ? Em bán size size cho bác 1450 thì cho bán 1.7-1.8. Ai để món này chút đơn cho em váy tay bồng cho em nhá. Đẹp lắm, mặc xem xinh dã man luôn. Váy tay bồng nhá. Ok em che đằng sau chị. Che cùng cái sách cánh kia đi cả. Trên trên. Không, bên đây đây bên kia. Đây bên đây bên đây. Set váy tay bồng cho em nhá, 1450 kèm cho em Thúy luôn 2 size FM. Hàng chất này chắc bà là cũng biết rồi, được trước em bán cho mọi người bao nhiêu rồi đấy ạ. Đây bán cho bác giá rất là rẻ luôn. Ai để váy tay bồng mới lên mã cho em vào váy tay bồng cho em. Váy tay bồng với Thiền Duyên. Cô Út. Má này mọi người không có mũ màu đấy ra. Phương. Này bạn ní nào trả tiền đi anh kìa. Này bạn nào nhà mình phải trả tiền cho bạn ní vậy. Nhà mình tới đơn nào thiếu mà đều ấy hết đấy. Bạn ní này tôi ok. Bạn đâu? Xem nào tìm bạn mua hàng bên đâu. Check luôn cho bạn đi xem nào. Bạn ní lên đơn ở đâu nhỉ? Bạn ní lên đơn ở nhà em, lên đơn cho bạn ở đâu ấy. Bà có mình nhà em lên đơn cho bạn ở bên đâu, bà có mình lên đây luôn xem nào, nhà em kiểm tra luôn cho bạn xem nào. Tại vì nhà em nhắn tin giải quyết nên là giải quyết hết rồi mà, xem là còn ai nữa vậy. Ai lấy bán này mọi người lên bán luôn cho em. Thiệt bạn ý, bạn nói câu không trả tiền cho em mà như kiểu mình nhà mình ăn quyệt tiền của bạn hay không vậy. Nghĩ chán đời thế này. À để bán này chút luôn cho em, bán xe cánh tiên cho em nhá. Cánh tiên xốp nhá, 799 yên. Ai để mã này mọi người chốt đơn luôn cho em, mã là gì ạ? Ai để xét cánh tiên mọi người lên mã luôn cho em mà xét cánh tiên nhá. 799 yên. Ok chị xem. Chốt đơn luôn chị ơi. Ai để mã này mọi người chốt đơn luôn cho em, mã là gì? Xét cánh tiên 799 yên này các bạn này. Ai để xét cánh tiên mọi người lên mã luôn cho em mà xét cánh tiên. Có mỗi như có một xanh ngọc nữa đúng không? Có xanh ngọc nữa nhá các bà nhá. Ai để xét cánh tiên mới xét cánh tiên 799 này, chất đẹp dã man. Đây có xanh ngọc nữa này. Ai để xanh ngọc mọi người thương luôn cho em mã xanh ngọc nhá. Ok chị Chen ơi, chốt đơn nha. Ai để mã này mọi người lên mã luôn cho em mà cánh tiên nhá, 799. Và mọi người lên mã luôn cho em mà cánh tiên xanh ngọc này. Ai để xanh ngọc mọi người lên mã cho em mã xanh ngọc. Mọi người lên mã luôn cho em mà xanh ngọc 799. Còn đây là xanh ngọc 799 nhá. Còn đây là cánh tiên 799 này. Xin mời ra đấy luôn em ạ. Đây là cánh tiên 799. Còn bạn nào lấy xanh ngọc thì mọi người comment rõ là cánh tiên xanh ngọc cho em 799 nhá. Ok, chờ rất là xinh cho các bác luôn. Em cứ mang cho chị set cánh tiên vào đây cho chị mỗi màu lăm vào đây trước đi em ơi. Quần đẹp lắm, chất cũng là chất này của nó luôn nhá. Rất là xịn sò luôn. Sao anh? Bạn ý đây sao ấy? Cánh tiên cho Hồ Thị Quỳnh. Nên mình hoàn tiền cho bạn chưa? Anh? Tiền bi hả? Ui giời ơi. Tiền bi ok bạn ní nhá. Tí nha em chuyển khoản đấy cho bạn tiền bi nhá. Xong ạ. Ai để mã này cho đơn luôn cho em. Mã là gì đấy mọi người ơi? Xét cánh tiên. Xinh nhãi trưởng luôn ấy. Mặc đẹp lắm, chất đẹp lắm. Đó, ok cho ai để xét cánh tiên, xét cánh tiên. Còn ai để xanh ngọc chút xanh ngọc. Ai để cánh tiên chút cánh tiên. Ai để xanh ngọc chút xanh ngọc. Giá rẻ bất ngờ mà tình cờ mới có. Váy dây à, ok, ai lấy túi em đang đeo quên mất từ nãy giờ toàn đeo. Ai lấy con, ai lấy túi em đang ngọc thì cho chút luôn cho em mã là gì ạ? Túi ngọc cho em. Túi ngọc em bán nốt cho các bác là 750 yên túi ngọc. Ai lấy túi ngọc mọi người lên mã luôn cho em mã là gì ạ? Ai lấy túi ngọc mọi người lên mã luôn cho em mà túi ngọc nhá. Ai lấy túi ngọc mọi người lên mã cho em túi ngọc này 700 bao nhiêu ạ? Túi ngọc em bán nốt cho các bà luôn nè. 750 yên túi ngọc. Ok à, ai để túi ngọc mọi người lên mã cho em mà túi ngọc cho em nhá. 750 yên một túi ạ. Mọi người kéo cao lên cũng được, mọi người kéo thấp xuống cũng ok luôn các bác ạ. Túi ngọc cho em 750 nhá. Ai lấy chút con nhé. Nào đây em xem tiếp cho mọi người này. Mã
áo ngực thì cho mọi người nhá. Ai để áo ngực này mọi người lên bán luôn. Còn make in thì còn ít đúng không? Make in thì còn nhiều không ấy ơi. May sale cho mọi người tiếp theo này. Còn ít đúng không? Mấy hàng này, nghĩa là mấy mẫu này thì em bán rồi. Nhưng bây giờ còn ít lắm. Bây giờ em chỉ lên cho các bạn hôm nay chốt sale ấy. Thì mọi người chốt giá sale nhá. Ai này Becky vải, mọi người lên mã cho em Becky vải 750 yên nhá mọi người ơi. Ai này Becky vải cọc cao, hàng một cúc, hàng cọc cao nhá. Ok chưa, hàng một cúc này mọi người nhìn cọc siêu cao luôn. Nó phải rơi vào tầm 2,5 cang. Cọc cao qua rốn cho các chị luôn. Ai này set, ai lấy bộ anh em mặc thì mọi người chốt đơn luôn cho em mã là gì ạ? Bộ mặt cười nhá. Chốt đơn cho em mã là gì ạ? Bộ mặt cười cho em 920 yên. Còn ai lấy có muốn chốt đơn luôn cho em mã là gì nhỉ? Mã là gì ạ? Becky vải 750 yên thôi, hàng một cúc nhưng mà hàng cọc cao lắm. Hàng quần này đang hot này. Không cần phải hàng cạp nhiều cạp cúc nhưng mà hàng một cúc nhưng mà là cạp siêu cao cho các chị luôn. Không cạp cao cho bác trả lại hàng luôn. Ok chưa? Ai lấy mã này mọi người chốt đơn luôn cho em mã là gì ạ? Becky vải 750 yên. Đó, 3 size SML nhá. Ok chưa mọi người? Vét tay cọc thôi các chị ạ. Em có set vest nữa cô á, set vest bán rẻ. Ai này mã này mọi người cho em Becky vải nhá, kèm cho em 3 size SML cho em nhá mọi người. Hàng một cúc hàng cặp cao mọi người mặc phối đồ cực kỳ ok luôn ý. Becky vải cho Thu Hường. Cặp cao nhá, ok chưa? Ai để chốt nhá. Chốt đơn. Còn đây ai lấy ngược này mọi người lên cái gì? 46 kg. Đây ngược lơ hả? Kg, đây luôn SM em ơi. Đây hả? Còn đây lấy luôn đi. Ok, bye. 46 cân mà ai tư vấn size, size S tầm 45 cân đổ lại, size M tầm khoảng 52 cân đổ lại. Size L thì cứ tầm khoảng trên 58, 59 cân đổ lại nhá. Còn nót đây có hai loại nót cho các bạn. Nót gấu đây hôm trước xem. À, mũ này, mũ em sale cho mọi người có 250 yên thôi. Mũ này sale rẻ quá. Mũ, ai lấy mũ H mọi người nên mã cho em mà mũ H 250 yên mà mũ H nhá. Các bác lên mã luôn cho em mà mũ H cho em H mới 250 yên. Ai lấy mũ H mọi người lên mã luôn cho em mà mũ H 250 yên mũ H nha. Xinh chưa? Trời ơi. Ai lấy mũ H mọi người lên mã luôn cho em mà mũ H 250 yên mà mũ H nha các chị nhá. Mũ H 250 này theo trực tiếp vào luôn nhá mọi người. Rất xinh luôn bên trong này. Đó, nhìn chưa, em bán có 250 yên thôi mà độ mũ H này nó tôn da lắm, thật sự. Mọi người độ cái mũ H này nhá, nó màu vàng ấy, nó rất là tôn da cho các bà luôn. Đó, ok chưa? Còn nót gấu hôm nay em sale cho các bà nốt này, nót gấu sale 650 nhá. Những bà nào hôm trước chốt 720 thì mọi người đừng chửi em nhá. Thật sự đấy. Thật sự đó, hôm nay sale 650 là sale 650 thôi ạ. À, để mã này mọi người chốt đơn luôn cho em mã là gì ạ? Nót gấu, à để mã này mọi người lên mã luôn cho em. Mã là gì ạ? Nót gấu cho em một set nót 5 chiếc em bán sale nốt cho các bà luôn ngày hôm nay là 650 yên nhá mọi người. Ai lấy lót gấu mọi người cho lót gấu. Hôm trước vừa bán cho các bà về giá 720 xong hôm nay bán 650 là giá sale nhá. Ai lót gấu mọi người lên mã cho em mã là gì ạ? Lót gấu cho em. Này. Đẹp chưa? Xinh dã man pha ren luôn ý. Đây là giá em sale thôi mọi người ơi. Ai lấy lót gấu mọi người lên mã luôn cho em mã lót gấu cho em nhá. Sale nốt cho các bà luôn là bao nhiêu ạ? 650. Hôm nay đang sale cho các bác mấy cái hàng nó còn ít như thế này, sale nốt cho mọi người là hạ mẫu luôn ấy. Chip gấu bán rẻ nhờ, thật sự hôm trước vừa bán không có điều, hôm trước vừa bán 720 xong điên mất lọc luôn ý. Còn đây ai đấy nó cái gì nó đây là nót bom đùi ngủ còn nhá các bác ơi, đùi ngủ em còn. Ơ sao em cứ phải đeo cái túi này là sao nhỉ, đẹp quá mà. Ai đấy túi ngọc mọi người lên mà túi ngọc 750 yên túi ngọc nhá. Ai này mã này mọi người chốt luôn cho em mà nót bom em bán 720 nhá. Ai này nót bom mọi người lên mã cho em nót bom 720 nhá, nót bom này. Ai này nót bom mọi người lên mã luôn cho em mà nót bom cho em nhá, 720 một set nót bom này, cực kỳ xịn sò luôn. Ai này nót bom mọi người lên mã luôn cho em mà nót bom nhá, 720 một set này. Bà lấy nót bom mọi người lên mã cho em mà nót bom nhá, 720 một set. Ai này nót bom mọi người lên mã luôn cho em mà nót bom nhá, 720 một set nhá mọi người ơi. Ai nót bom mọi người lên mã nót bom cho em, nót bom 720 còn lên một cái mã ngực này. Đáng nghe ngày mai bán nữa mà thôm đây bán cho các bà. Ai lấy mã ngực ngực này thật sự luôn nè. Mùa hè em lấy mấy cái loại ngực này bán cho các bác cực kỳ ok luôn. Mới biết rồi sao không? Thì mọi người nhìn này. Nhìn mặc như thế này tôi không cần phải nghĩ luôn các chị ơi, cực kỳ là mát luôn. Nó sẽ mình mặc nó sẽ nó thông hơi ra những cái phần nốt này này, nhưng mọi người mặc nó sẽ không cảm thấy nóng và không cảm thấy nào. Thôi thôi. Quần nót cũng bom được. Đấy bác Đỗ Thanh Vân không? Thấy chán không ạ?
à, quần nót cũng bon luôn. Khổ lắm luôn ý, thật sợ luôn, em không biết kiểu gì luôn ý. Có chip đúc không? Có chip đúc à, chip đúc ngày mai có ạ. Chip đúc ngày mai có, nhưng mà hiện đúc mới. Ai má nào comment cho em ạ? Má là gì ạ? Ngực mát cho em. Mọi người comment má cho em, má ngực mát cho em nhá. Ngực này cực kỳ mát luôn. Em bán được bác cũng chỉ có 450 yên thôi các chị ơi. 450 yên, ai đến ngực mát, mọi người lên má cho em, má ngực mát cho em, mặc siêu mát luôn này. 450 yên má ngực mát cho em nhá. Có size 34, 36, 38, có màu xanh, màu rêu và màu đen. Xanh rêu đen, ai để có một chút luôn cho em, mang ngực mát cho em, ngực mát nhá, ngực siêu mát luôn đi, phải nói một điều là ngực siêu mát luôn. Có màu da ở đây ạ, à, em bán nước cho các bạn luôn là 450 yên một ngực, mặc mát mà, má cho em luôn, má là ngực mát nha em nhá, cái gì ạ? Ghi 500 đúng rồi. Ngực mát, ai lấy ngực mát, mọi người lên má luôn cho em, má là gì ạ? Ngực mát cho em nhá, màu da này, màu rêu này, màu đen này, màu xanh cho em nhá. 34, 36, 38. Mà nó còn siêu co giãn cho các bạn nữa, nhìn này. Nó còn có siêu co giãn cho bạn nào béo, bạn nào gầy vẫn mặc được ngực này. Quan trọng là ngực của các bác size to, size bé hay là size vừa như nào các bác mặc thôi. Còn về cái phần co giãn mọi người yên tâm, mặc chật, không sợ mặc chật, không sợ mặc rộng đâu. Mọi người yên tâm. Ai để má này, mọi người lên má cho em ngực mát cho em đó. 450 yên, có màu da này, màu rêu này, màu đen và màu xanh. 450 nhá. 34, 36, 38 vào lấy cho đơn nhé. Ngực mát phần. Làm gì anh Huyền? Nào, tiếp cho các bạn luôn này. Váy đen là váy nào nhỉ? Váy đen là mặc váy nào đi ạ? Tiếp theo cho em luôn này, set này set 499. Có một set mai tươi, ok. Ai lấy set này, mọi người lên mã set 499 cho em này. Ai lấy set này, mọi người lên mã set 499 cho em nhé. 499 yên. Ai lấy set, mọi người lên mã set 499. Bạn nào vào sau thì mọi người cho em Thúy xin vài nút chia sẻ đi các bạn ơi. Bạn nào vào sau mọi người cho em Thúy xin vài nút chia sẻ nhá. Giao hàng cho mọi người nhá. Ok chưa ạ? Ok ngực mát. Ai đấy có muốn cho em ăn lửng cho em 500 yên này, 3 size SML lửng 500 nhá. Ai đấy lửng 500 cho em ăn lửng 500 kèm 3 size SML. Ai đấy lửng cho em ăn lửng 500 yên này, 3 size SML các bác. Ui giời ơi. Gọi giờ nào cũng gọi đúng rồi giờ bán hàng, chịu chết. Đây sale tiếp hàng cho mọi người này. Đây ạ. Ô và bạn này như khách quen của mình mà sao không lấy vậy? Khách quen đấy, hai con. Con này sale lốt cho các bạn luôn 500 yên này. Hàng này trước bán 850 đúng không? 870 đúng không? Sale 500. Ai 500 cho em 500 yên này. 500 yên rồi sale bom nha các bác ơi. Ai 500 cho em 500 yên này còn hai con. Ai 500 cho em 500 yên còn hai con này. Giờ em xe hàng bom nhá các bác ơi, xeo rất là rẻ cho mọi người luôn ấy. 500 yên. Ai để bán này chút luôn cho em size M cho em này. Ai để M mọi người chút luôn cho em M cho em M nhé. 600 yên nhá. Ok ạ. M 600 yên nhá, ai để M chút M 600 yên này. Áo 500 yên. Ai để M cặp cao nhá. Cặp cao 2 cúc. 600 yên size M, ai để 600 chút 600 size M này. Set ES này. Ôi dồi ôi mọi người ơi, man đấy tụt chán quá các chị ơi, biết giờ bán hàng kiểu gì đây. Man mỗi ngày mỗi giá. Thật sợ luôn ý. Tính man cho bác còn bán hàng, tính ra bán cho mọi người còn tính man 185 thôi, bây giờ tụt xuống còn 17 bao nhiêu thì bây giờ bán bao nhiêu đấy các chị. Chán không chịu nổi luôn. Ai lấy xe ES cho xe ES 920 nhá. Ai lấy xe ES mọi người cho nên mà set cho em là 920 này. Set cho em 920 nhá. Set 920, ai đấy set cho set 920 cho em, set xanh 920. Thế là bây giờ hôm nay phí xe cho người giá này là coi như thật. Không còn một đồng nào luôn ấy, xe cho mọi người đó. 500 yên bây giờ cho em nhá. Ồ, ok. Set ES 920 GB. Ai đấy có này chút luôn cho em, 550 ghi 550 cho em này. Ai 550, một người lên mã cho em 550. Lên mã cho em 550 giúp em này. Tiếp theo nó giúp em nhé. Ít hàng cho mọi người. Thể thao xe lớp 799. Ai lấy 799 cho 7 như ES trên kia còn không em? Thế ra trên kia có phải còn ES không? Ai lấy món này chút luôn cho em 799 yên luôn giúp em nhé. 799 yên màu đen cho em. 799 yên. Ai lấy 799 mọi người lên mãi cho em 799 đi. 799 nhá. Hôm trước con sọc này bán bao nhiêu? May sale bao nhiêu nhỏ? Hôm trước con này bán ụt. Hôm trước bán con này cho mọi người nè. 899 à, mấy sale đây. Còn không anh? Mấy con này bán cho mọi người là
trước bán cho con này cho mọi người là 899 yên. Hôm nay sale nốt cho các bà luôn. Hơn 700 yên nhá, cho hết đi. 720 à, sale lúc 720 nhá. Cho luôn luôn cho mắt sọc, sọc comment rõ cho em á, là mọi người comment rõ giá cho em nhá. Hôm trước bán cho mọi người. Hôm trước em bán con này cho mọi người là 550 yên. Hôm trước bán con này là 899 đúng không? Nay em sale nốt cho các bà 720. Ai lấy sọc xịn mọi người chút luôn cho em sọc xịn. Sọc xịn đen và sọc xịn trắng cho em 720 yên kèm màu kèm xanh. Vâng 550. Set áo dây với áo ghi lê xanh dương còn không còn còn nhá. Ai lấy má này mọi người lên má luôn cho em 799 này. Ai lấy có một chút đơn luôn cho em má là gì ạ? Sọc xịn cho em nhá. Chất của nó này, cực kỳ xịn luôn này, một nghìn chất của nó cho em này. Ở trên bán con này 899. Ờ có một rõ cho em là sọc xịn trắng và sọc xịn đen nhá. Sọc xịn trắng và sọc xịn đen nhá. Các bác ơi kèm size mà không lấy size à? Hôm nay xem người kia còn ít đúng không? Mùa hè kèm size nhá, các chị em cho các bác được kèm size luôn ấy. Tại vì mùa hè á, mùa hè em cũng thích chỉ thích mặc mấy cái kiểu quần sọc như thế này đâu thật. Quần sọc mà mọi người mặc mấy cái kiểu như thế này, mọi người mặc phối đồ đẹp lắm, mặc phối béo phông ấy. Thật. Cả về cả còn cao nữa chứ. Không. Ai bảo em? 500, ai là 500? Sim này 720 có mượn cho này nè, sọc này cặp cao nhá. Sọc xịn có mượn đó nha, mà sọc xịn 720 kèm màu kèm size. Nhớ 720 không phải 899 đâu nhá. Hôm nay chính sao 720 đấy. Nhiều đứa đang sốc 720. Có đủ size ML các bác ạ. Mùa hè mọi người mặc mấy con sọc này phối đồ đẹp lắm. Mà cái chất của nó cực kỳ xịn đó mọi người. Sẽ cứ tầm 4-5 cân đổ lại. 799 nó còn thể tha hết rồi ạ. Ai lấy má này màu cho nên sọc xịn kèm màu kèm xanh. Sọc xịn trắng và sọc xịn đen 720 yên nhá mọi người ơi. Size S tầm 4-5 cân đổ lại. Size M tầm khoảng 52 cân đổ lại. Đó, size L, size L ấy thì tầm khoảng cho em 57-58 cân đổ lại nhá. Xeo lúc 720. Ai lấy sọc xịn mọi người lên mã luôn cho em mã sọc xịn cho em này. 720 xe lốt nha, xe lốt đi. Thế luôn, toàn mấy bà mua đơn rõ nhiều luôn ý, chả hiểu kiểu gì luôn. Các công người ta đã xe hàng như này rồi, thế xe là còn rẻ nữa chứ. Thực sự luôn ý. Đây xe thằng bom cho mọi người này, body cũng có này. À để mã này mọi người cho đơn luôn cho em, mã là gì? 500 yên, 500 yên màu cốm cho em. Ai để cốm mọi người lên mã cho em mà cốm 500 yên giúp em. Ai lấy cốm mọi người lên mã cho em mà cốm 500 nhá các bác nhá. Cốm 500 yên giúp em. Xeo lốt cho các bác. Ai lấy cốm mọi người lên mã cho em mã là cốm 500 yên nhá. Thinh không? Ai lấy cốm các bác lên mã cho em mã là cốm cho em cốm 500 yên. Các bác lên mã cốm cho em cốm 500 yên. Hay là hôm qua là 28 lần chưa chuyển khoản lại. Này chuyển khoản là xong. Nay nhà mình nhiều khách chuyển khoản, bán chuyển khoản này mấy. Hả? Ok, bác Đặng Thị Hương ơi, bác nhắn tin lại giúp em với xem nhé, em chuyển khoản này cho bác chưa nhá. Cốm 500 nhá, hôm nay từ nãy giờ em thấy ba bác rồi báo chuyển khoản lại mà nhà mình chưa chuyển khoản này đâu. Ok cho mọi người. Bà rất là ok, bác Đặng Hương nhắn tin lại đi cho em với. Nam nghe em đi đâu, tí cho em kiểm tra cho. Từ nãy giờ em thấy có ba bác rồi, toàn bảo chuyển khoản lại thôi mà không biết là có đơn bác như thế nào mà chuyển khoản lại. Ok, cho tí cho em kiểm cho nhá. Ok cho mọi người, tiếp theo cho em body nhá. Ai để body mọi người lên mã luôn cho em body. Body ai để body xuất body 650 nhá, siêu co giãn luôn. Bây giờ em nói với bác Đặng Hương như này này. Bác nói cái câu gì cũng được. Em chỉ mong sao là bác đừng nói câu thèm ở đây ạ. Thật sự luôn là em rất là kỵ câu thèm luôn ý. Kể cả mọi người nói với em như thế nào cũng được. Kể cả mọi người nói khó nghe thì em cũng được. Nhưng mà bây giờ mà các bác nói cái câu không thèm thì em hỏi bác cái câu không thèm nó là như thế nào ạ? Thay vì bác nói câu không thèm thì bác lên nói với em, bác bảo là nhắn tin bên shop còn chưa trả lời. Bác lên nói cái câu chưa trả lời còn hơn ạ. Em rất là kỵ câu không thèm luôn. Thật sự luôn ý. Ok chưa ạ? Còn anh Nam kể luôn cho em bác Đặng Hương xem nào. Chuyển khoản này cho bác là đơn chuyển khoản bao nhiêu tiền? Từ vừa nãy em thấy cũng có một bạn chuyển khoản là tiền bì mà chưa chuyển khoản lại, mà không hiểu sao mà nhà em ngày làm nhân viên nhà em cũng check inbox mà không hiểu sao mà vẫn còn những cái bạn mà chuyển khoản lại cho khách mình mà không có. Ai đấy 650 chứ 650 body nhá, 650.
này có muốn chốt đơn cho nhà body 650. Nhắn tin cho bạn xem là bảo bạn còn đơn đơn bên nào mà bảo là chưa trả lời bên đâu. Ai đẹp hôm nay cho em phông gấu nhé, sale 599. Thật sự luôn, bán hàng nhiều khi bán hàng em chưa rồi em nói cái câu cho khách là một cái tin nhắn là không thèm, tại vì em rất là kỵ luôn, không hiểu sao ấy. Không hiểu sao cứ mọi người kể cả nói gì cũng được, rất là ok, nhưng mà nó kêu không thèm thế luôn, rất là kỵ luôn ý, quá kỵ luôn ý. Nói câu đấy nó không kiểu nó không vào tai nữa các chị. 599 vàng và 599 đen giúp em. 599 vàng và 599 đen nhá. 599 vàng và 599 đen. Bây giờ tớ phải nói, bây giờ mọi người bán hàng mà việc nghi ngờ mà còn nói có hàng mà sao không có. Bây giờ em nói với bác như thế này này. Nhà em không có hàng cho bác, nhà em cũng trả lại tiền cho bạn nhá, chứ không phải là nhà mình ăn không tiền của bạn, đúng không ạ? Mà thứ hai nữa là riêng về vấn đề thiếu hàng ấy, bạn vì hiểu như này này, bây giờ nhiều khi hàng hóa nhà mình về số lượng, ví dụ là về mỗi một máy nhà mình về được 20-30 chiếc đi, nhưng mà bây giờ hàng của mọi người mình chỉ nhiều khi mọi người chốt đơn quá trên ai chị mà chốt thành 25 chiếc, thì nhiều khi là những cái bác nào chuyển khoản trước thì mình ưu tiên cho đi trước thôi, nhiều khi mình chuyển khoản trước thì mình bên mình cho đi trước thôi mà. Chứ bây giờ những bà nào mà giữ hàng tầm 1 tháng trời, nhiều hàng những giữ hàng 2 tuần trời thì thực sự là mọi người nhiều khi những sản phẩm thiếu mọi người phải chịu. Thì nhà em vẫn phải chuyển khoản lại cho mọi người. Mọi người nghĩ xem bây giờ mỗi sản phẩm nhà em lãi của mọi người 10.000, 15.000. Mà bây giờ em chuyển khoản lại cho các bác mất phí 100 yên thì mọi người nghĩ xem nó lãi bao nhiêu tiền ạ? Nó trừ vào tiền đâu các bác này, mọi người nghĩ xem lãi bao nhiêu tiền. Về cái vấn đề chuyển khoản lại thì không ai mong muốn đâu mọi người. Bây giờ nhà em đang cố khắc phục lại. Nhà em bây giờ đang cố là nhập hàng, nhập nhiều lên một chút để cố khắc phục lại hàng thiếu cho mọi người. Đó ok cho mọi người, còn nhiều khi em thật sự về vấn đề giải quyết thiếu hàng thì em là người rất là đau đầu, chúc phải riêng các bác không ạ? Đó nên mọi người thông cảm vậy, còn ba nam mà vẫn nhà em chưa chuyển khoản lại thì bạn Đặng Thị Hương này, bạn vui lòng nhắn tin lại để nhà em xem là chuyển khoản lại cho bạn mà nhà em đã gửi bill cho bạn chưa, tại vì nhiều những cái danh sách mà kế toán nhà em đã gửi lại cho kế toán nhà em rồi nhưng mà kế toán nhà em chưa gửi bill lại cho em, mọi người hiểu không? Chứ nhà em không có nói ăn tiền không của bạn nhá, nếu riêng về vấn đề nhà em ăn tiền không của mọi người không bao giờ nhà em bán hàng được trụ được hơn 3 năm trở lại đâu ạ. Còn về vấn đề chăm sóc khách hàng ấy, thật sự ra là nhiều khách hàng em mua hàng em có biết sao đâu ạ. Có khi nhiều khách hàng em mua hàng em tận hơn 3 năm nay rồi chứ không phải là mới mua hay là làm sao cả. Thế là mọi người như nào, mọi người thông cảm cho một chút. Nếu ví dụ mọi người chưa nhận được tiền hay là nhà em chuyển khoản lại mọi người chưa nhận được tiền, mọi người nhắn tin lại bảo là nhà mình chưa nhận được tiền, báo vui lòng check lại giúp em. Đó thì mọi người nhắn tin lại cho tin nhắn nổi lên đầu giúp em với ạ, chứ không phải là nhà em không giải quyết cho mọi người. Ok chứ các bác ơi, cái gì nhỉ? Gấu cho chưa? Nhiều khi thật sự luôn ý, nhiều khi bán hàng như này, nhiều khi sợ chết lắm, mọi người không biết được đâu. Chết cả đầu này. Để bảo nhiều khi các bạn mình sợ mình quỵt. Em một quỵt, em nói thật mọi người nha, em một quỵt không bao giờ trên livestream này em ngồi bán hàng cho các bác như thế này đâu. Em quỵt mà em ôm một đống hàng, em ôm một đống tiền, em bỏ trốn luôn. Chứ không phải bao giờ cái chuyện mà em ngồi đây bán hàng cho các bác đâu ạ. Nên mọi người nghe giúp em ạ. Thật sự luôn ý, em xưa nay bán hàng chưa bao giờ em nói với khách hàng lặng lời hay là sao cả. Thế là mọi người nghe cả nhà em nói chuyện với mọi người như thế, như nào mọi người thông cảm. Nhà em chưa bao giờ có chuyện nói nặng nề hay nói một câu thèm cho khách hàng đi. Mọi người vui lòng là mọi người, vui lòng là mọi người. Là sao ạ? Ok bác Đặng Thị Hương đã từng nhắn tin lại cho em đi, để tí em xem là nhân viên nhà em là ai là người chụp ảnh màn hình mà báo lại cho kế toán. Nếu mà bạn ấy chưa gửi cho em thì em sẽ phạt bạn ấy luôn. Ok cho bạn Đặng Thị Hương, bạn nhắn tin lại giúp em đi ạ. Ok chưa? Bán ma hàng cả một ngày một đống tiền chi bao nhiêu đó để mà đúng rồi nhé, em không bao giờ có chuyện mà có chuyện nói chung là không bao giờ có chuyện mà ấy đâu các bác ơi, mọi người phải hiểu rõ. Nhiều khi giờ bán hàng tiếp đây, con này trao 850, ai lại có muốn chốt đơn cho em, mã là gì, 850 một xanh cốm cho em, 850 xanh cốm. Thế mấy hôm nay em đang rất là đau đầu ấy, thật sự hàng quá này như kiểu là không từ không phải. Nhà tớ về vấn đề nhà tớ giải quyết đi, nếu mà ok nhân viên nhà tớ hoặc là Lan và tớ nhắn tin giải quyết ok phát là nhà tớ sẽ chụp ảnh màn hình và gửi cho kế toán luôn, là chuyển khoản luôn mọi người hiểu không? Chứ còn ví dụ nhiều khi mà đang ví dụ là mọi người hiểu không? Đang có một đơn đang trích dở như này đúng không, mà chụp ảnh lại cho mọi người để chuyển khoản được rồi thì ví dụ là bị lỗ cho mọi người một hai hôm sau mọi người thông cảm. Ok chứ mọi người. Chứ tiền Nhật thì mọi người buôn bán như này thì tiền bên Nhật lúc nào tớ chả có phải là tớ thiếu đâu mọi người. Tiền Nhật lúc nào tớ cũng có không thiếu. Riêng vấn đề buôn bán như này thì Nhật lúc nào tớ cũng sẵn chứ không phải là không sẵn.
ok cho một ngày khách hàng tới vào 70-80 man một đi, tớ thiếu gì đâu mọi người. Nhưng quan trọng là ví dụ là nhiều khi vẫn chuyển khoản đi cho các bác, nhiều khi nhân viên em gửi quên không gửi bill cho mọi người ấy. Đó con này đừng lấy 600 viên size M cho em, 600 viên size M. Chứ còn vừa nãy bạn kia bảo 2 tháng rồi chưa nhận được tiền thì em hơi lạ mọi người hiểu không? Chậm nhất cho mọi người chỉ còn 3 ngày thôi thì em đã gửi bill lại cho mọi người rồi. Nhưng bạn Đặng Thị Hương kia vừa nãy bạn bảo là tầm 2 tháng thì em hơi ngạc nhiên. Đó, hiểu không ạ? 2 tháng, mọi người hiểu rằng 2 tuần nó còn đã là ok rồi, quá thể rồi, đây là khoảng 2 tháng là em thấy là quá là lâu rồi ấy mọi người. Đó, ok chưa? Các bác hơn nên ai tiếp nhá, chứ bây giờ nói thêm gì nữa kém tăng sông luôn ấy thật. Đó, nên bạn ấy kia nên bạn, thôi có gì em nói không nghe, bạn thông cảm bệnh chứ thật sự đó nè. Ok, thôi có gì bạn Đặng Thị Hương mà em nói hơi có nghe nên bạn thông cảm vậy, chứ không phải em nói không nghe đâu, nhưng mà cái kiểu giọng nói của em như thế. Nên các bạn thông cảm vậy nhá, ok chưa? Ai lấy sen chuột này, ai lấy chuột, mọi người lên mã chuột cho em, chuột 500 yên này. Chuột 500 yên nhá. Ok, bác ấy ạ. Thì bây giờ một ngày em có là nhiều tin nhắn này. Bây giờ ước gì bán hàng ở Việt Nam thì nó nhẹ nhàng, thề bán hàng ở Việt Nam nó nhẹ nhàng lắm. Thì cứ phải đóng hàng cho khách gửi hàng đi thôi, bây giờ bán hàng bên Nhật thề nó rất là nhiều khâu luôn ý. Bây giờ lên đơn cho bác phải check chứng khoản rồi này là đóng hàng cho đi rồi này kiểu lâu rồi. Thề luôn ý. Nhiều khi chỉ cần nghĩ là thôi em là mình về mình làm công ty cho nhanh. Ai lấy món này chút luôn cho em, món là gì ạ? Xe này cho em, xe này 750 nha. Ai xách kẻ đen cho xách kẻ đen 750 cho em nhá. Ai lấy kẻ đen mọi người lên mã cho em kẻ đen 750. Cả một áo một cái dây cho em kẻ đen 750 nhá. Kẻ đen 750. Kẻ đen 750 giúp em. Ok, ok các bác ơi. Hôm nay nhân viên em đang tập trung để cho ghi hàng cho đi đã. Mọi người mà nào check để hỏi đơn hay như nào ngày mai á. Ngày mai đi, hôm nay nhân viên em đang check hàng để cho khách hàng nào chuyển khoản cho hàng đi trước đã. Còn ngày mai mà nào hỏi đơn hay như nào thì mai check xong nhé. Ok chưa các bác? Cho dễ không có. Là ai lấy cơm mừng cho tôi luôn. Ai lấy cơm mừng cho tôi luôn cho em. Má này cho luôn cho em má set này. Cái gì vậy? Dây xanh nhạt, ai lấy dây xanh nhạt cho em, một dây xanh nhạt cho em nhá. Ai lấy dây xanh nhạt mọi người lên má cho em, má dây xanh nhạt cho em, một dây xanh nhạt 960 yên. Cho luôn cho em má dây xanh nhạt cho em 960 nhá mọi người. Dây xanh nhạt cho em 960. Ai lấy dây xanh nhạt mọi người lên má cho em má dây xanh nhạt 960. Ô, hồi nãy anh chụp cái bạn mà chưa ấy tiền bì chưa anh? Tiền bì rồi gì? Đấy có mới quên mất, vừa này có một bà cũng là kiểu ship tucker ship bì sang nhân viên không đóng vừa ấy, phải ship tucker bin ấy mọi người, nên là chưa chuyển khoản để tiền bì cho bạn ấy được, quên mất ấy. Ai lấy có mừng cho đơn luôn cho em, má là gì ạ? Dây xanh nhạt cho em, một quần một áo dây xanh nhạt 960 yên, với kia còn đúng không? Dây xanh nhạt cho em 960 nhá. Ai lấy dây xanh nhạt cho dây xanh nhạt 960 em nên lấy chị dán ti đấy cái, nên lấy chị dán ti ấy, hộp dán ti ấy. Ai lấy vét đùi mọi người cho em, mà vét đùi 1270 vét đùi nhá. Xeo bom các trẻ ơi, xeo bom. Để nói tí mà băng hết mã họng rồi. Ai lấy dây ai lấy set này chứ luôn cho em, là gì ạ? Set dây set ấy cho em này. Set vét cho em, ai lấy set vét cốm chứ luôn cho em, mà set vét cốm cho em. Ai lấy comment cho em mà vét cốm nhá. Dạ. Hết rồi. Ai lấy bán này mọi người cho tân luôn cho em, mã là gì ạ? Set vest, ai lấy set vest mọi người lên mã set vest 1270 2 size M. Thằng này mọi người toàn mua size 7 size 8 thôi, em bán cho mọi người có 1270. Ai lấy 1270 cho 1270 2 size M nhá. 1270 2 size M đây, dán ti. Ai lấy dán ti mọi người lên mã dán ti cho em này. Ôi nói tí mà ế hết cả họng rồi. Ai lấy dán ti mọi người lên mã trên và dán ti cho em nhá. Ở hộp này nó còn 4 hộp thôi. Hộp này đang có 4 hộp thôi. Hộp cái loại 5 hộp kia của em ấy hết rồi các bác ạ. Cái loại hàng 5 hộp ớt mày hết mà em đang dùng một đôi rồi, bây giờ ở trong đây còn bốn đôi thôi. Nhưng các bác lấy thì em vẫn lấy cho các bác sang cái hộp 5 đôi bình thường nhá. Ai để món này mọi người lên mã luôn cho em, mã là gì ạ? Dán ti cho em nhá các bác ơi. Ai để dán ti mọi người lên mã cho em mà dán ti giúp em này. Xeo lốt dán ti cho mọi người rất là mềm luôn. Ai để dán ti mọi người lên mã cho em dán ti nhá. Xeo dán ti cho các bác nốt là 420 một hộp 5 chiếc. Hộp này cực kỳ là xịn luôn, và thứ hai nữa là như kiểu là chất của nó mềm ý, nó mềm lắm, chất nó mềm cực kỳ, mọi người dán lên da này như da thật ý, phải nói thật ra là như da thật ý, mọi người không hiểu sao sờ lên nó mềm và mọi người tái sử dụng này được. Ai để dán ti mọi người chút dán ti 430 một hộp. Ai để dán ti mọi người chút lên cho mà dán ti 430 một hộp. Ok cho các bác ơi, tiếp theo lên tiếp cho mọi người này.
trao tiếp nhá. Ai để sơ mi hoa, mọi người lên má cho em sơ mi hoa để trao 699 nha. Sơ mi hoa, sơ mi hoa mọi người mặc phối với quần baggy vải rất là xinh luôn. Ai để hộp lan quất. Ờ, để mặc cái họng của mình nó sắp toi rồi nơi. Ai để món này mọi người cho ngân luôn cho em. Má là gì à? Sơ mi hoa cho em 699 nha, mà sơ mi hoa nhá mọi người ơi, tay này. À, tay này mọi người ơi. Đó, ok cho các bác ơi. Ai lấy má này mọi người cho đơn luôn cho em. Má là gì sơ mi hoa cho em đằng sau này. Vạt rất xinh luôn. Ai lấy sơ mi hoa mọi người cho đơn cho em sơ mi hoa nhá. Sơ mi hoa. Đó, ai lấy sơ mi hoa mọi người lên má sơ mi hoa cho em. Ok. 699 nha sơ mi hoa nhá. Ai sơ mi hoa cho em sơ mi hoa này 699 này. Cho Khánh vào. Đính đính đá đây, đính ngọc đây rất xinh luôn mọi người, sơ mi hoa 699. Tay này. Nhìn chưa? Mùa hè mọi người mặc giám ti là ok đấy, nhưng đấy là hợp lý. Xanh ngọc đen này, xanh ngọc này. Xanh ngọc em mua cho xanh ngọc ra ngoài đi. Xe hàng bom cho các bác. Hình này còn trắng không anh? Còn trắng đúng không? Ui con trắng này mặc đôi được này. Trắng đen này 500 yên này. Set nốt lên rồi nhá. Mấy đứa mang cho chị má set nốt 450 ở đây xem nào. Set nốt 450 ấy. Đây, để hình chút hình nhá. Con này có màu ghi và có màu màu trắng ấy. Ai để 500 cho 500. Hết rồi à? Ai để 500 cho em má 500 yên thôi em. 500 yên màu ghi và 500 yên màu trắng này. Có ghi và có trắng vừa nãy đấy. Ai 500 yên muốn lên má 500 yên màu ghi và màu trắng cho 500 yên. 500 yên ghi và 500 yên trắng. 500 yên ghi và 500 yên trắng nhá. Ok. Còn ai lấy mọi người lên má cho em. Mà em ăn lấy chỉ quần kẻ thôi không? Ở đây ai lấy dép này, ai lấy dép hình ở đây em ơi quần kẻ đây. Ai để mang cho chị một cái baggy vest nữa. Baggy vest ở trước cổ đồ ấy. Ai lấy má này mọi người lên má luôn cho em. Má là gì à? Dép hình cho em này. Bà lấy dép hình mọi người lên má luôn cho em dép hình cho em nhá. 599 yên dép hình nhá mọi người ơi. Dép hình, ai lấy dép hình mọi người lên má luôn cho em mà dép hình cho em này. Bao tiền đấy các bạn ơi, dép hình, ai lấy dép hình mọi người lên má cho em dép hình. 599 yên, 3 size SML dép hình nhá. À hôm nay em về xem cái baggy này. Ok. Bên này vẫn hay bán đúng không? 158 đúng không? Chốt cho em baggy 158 hàng siêu cấp này. Kèm size nhá. Dép hình bà kèm size 35, 36, 37, 38, 39 nhá. 35, 36, 37, 38, 39. Dép hình. Đây các bác ơi, xem tiếp cho mọi người này. Xem nào. Xem nào, ok. Không có váy ngủ rồi. Đây, hôm nay Biggie này em về thêm. Em mới về thêm, em mới dặn bán đấy các chị ơi. Ai để Biggie này chút luôn cho em là Biggie 478 không có size 35, 36, 37, 38, 39 nhá. 35, 36, 37, 38, 39. Ai để má này mọi người lên má luôn cho em. Má cho em là 478. Sao mày bỏ phía sau á, chị mày bỏ phía nào đấy ạ? Ai lấy má này mọi người lên má cho em 478 kèm size nhá. 478 kèm size 3 size SML 478 cho em này. Ai lấy 478 mọi người lên má cho em luôn 478 kèm size nhá. 3 size SML 478 cho em này. 478 kèm size 999 yên 478 nhá. 999 yên mà 478 các bác cho em tùy xin vài nút chia sẻ với các bác ơi. Ai lấy 478 mọi người lên má cho em 478 kèm size 3 size SML 478 cho em. Đó ok cho mọi người. 999 yên. Còn ai lấy thắt lưng mọi người chút luôn cho em mà thắt lưng vuông và thắt lưng tròn nhá. Thắt lưng tròn và thắt lưng vuông em bán đâu cho các bác là 299 yên. À 250 thắt lưng tròn, thắt lưng bao nhiêu ạ? 299 đúng không? Thắt lưng bao nhiêu? Thắt lưng tròn và thắt lưng vuông cho em 299 yên. 478 là cho Quỳnh Mai. Ok cho mọi người, ai lấy mã này mọi người chút luôn cho em mà thắt lưng tròn và thắt lưng vuông, em có thắt lưng tròn nữa đấy. Thắt lưng tròn và thắt lưng vuông 299 yên. Còn Becky cho nên chị là Becky 478 kèm size 3 size ML. Là một ok là bao nhiêu là 999 thì ok em yêu. Thả chị luôn B25 đây chị nè. Xe nào một xe có. Xe này một xe nhá. Bà lấy xe này cho xe này lốt một xe này. Bobo cam xe lốt này có mỗi một cái đúng không? Hết đúng không? Đâu? Ok 478 ok thắt lưng. Cô chủ bán hàng quay tôi. Ok. Ok bạn Phan Thị Hải. Thân lưng vuông
Có nhiều khi hàng hóa nó hơi bị quá tải, các bác thông cảm vậy. Thật sự là nhà em sẽ cố gắng làm ok để hoàn hảo hết cho các bác. Thật sự là em chỉ mong sao bán hàng nếu hoàn hảo đến 80% đến 85% nó cảm thấy mừng lắm rồi. Tại vì nhiều khi nhiều khách hàng nhắn tin đến có ai nên là nhiều khi mọi người thông cảm, em sẽ trả lời lần lượt cho mọi người. Có ví dụ bà nào xuất đơn thì mọi người cứ nhắn tin để cho tin nhắn nổi trên đầu nhé. Tại vì nhiều khi ở phần tin nhắn nó bị ẩn ý. Ok cho mọi người. Ai này mang đi cho Bumble, em xem lốt xin 2 này. Bumble tím 1 cm 2 và Bumble cam 1 cm 2 nhá, xem lốt. Ok ạ. Bumble cam 1 cm 2 và Bumble tím 1 cm 2 nhá, tay pha da này. Tay pha da này, ai đấy có muốn chốt đơn luôn trên mặt Bumble tím 1 cm 2 và Bumble cam 1 cm 2 xem lốt nhá. Đó, ok chưa? Chân váy bò là mã nào vậy ạ? Xe này, ai đấy xem cho xem 1 cm nhá. Ai đấy xét xanh cho xét xanh 1 cm. Ai đấy xét xanh cho xét xanh 1 cm nhá, xét xanh 1 cm này. Một quần, một áo 1 cm nhá. Xét xanh, ai đấy xét xanh một người chút luôn chị và xét xanh 1 cm này. Còn lót xịn. Lót xịn là bán nào? Lót xịn, lót tim đúng không? Ờ, à, nó còn đâu? Còn á? Mang chị một xét lót tim ở đây cho các bác lên lót xịn. À nghe này em chụp lên đâu, nhưng mà thôi. Lên cho các bạn một tí cho mà các bạn thích. À, xét xanh còn đấy, xét xanh chị kia còn đấy. Là nghe bán 1250, ai quần kẻ chứ quần kẻ nhá. Ai lấy quần kẻ bây giờ rút chân 599 này. Ai lấy quần kẻ một người chút đơn luôn cho em ăn là gì ạ? Quần kẻ cho em nhá. Cho em một quần kẻ đen này 599 nha, một quần kẻ trắng cho em này 599 nhá. Bây giờ rút chân này. Chốt đơn luôn cho em mặc quần kẻ đen và quần kẻ trắng cho em. Phong ống quần rất là to luôn đó, mọi người. Mọi người chốt đơn cho em bây giờ rút chân này. Chốt đơn luôn cho em mặc quần kẻ đen 599 và quần kẻ trắng 599. À, váy xanh bao nhiêu? Váy xanh là mã nào ạ? Đây nó tim này đúng không? Rất xịn tim này. Quần loe, ống loe màu trắng hết à? Đấy đúng rồi, xét đẩy, xét xịn xịn đấy, đúng rồi. Cho em quần kẻ trắng 599 và quần kẻ đen. Đây là quần kẻ đen 599 và quần kẻ trắng 599 nhá. Bán 599 thôi các bà ơi. Bây giờ rút chân này, quần này rất là nặng, dày dặn lắm. Em không bán chất mỏng nhá. Chân này rất là dày dặn luôn. Okay. À này, bán này tôi là quần kẻ trắng và quần kẻ đen nhá. 599 thôi các bà ơi. Mọi người cho em Thúy xin 1-2 lúc chia sẻ nhá các bác ơi. Hoặc là mọi người đang theo dõi livestream của em. Ok cho các bà ơi. Ai để cho dân luôn cho em quần kẻ đen 599 và đây là quần kẻ trắng này. Đây là kẻ trắng nha. Kẻ trắng 599 và đây là kẻ đen 599 này. Đó, kẻ đen 599 và kẻ trắng 599 nhé mọi người. Ok chưa? Quần lụa này. Nói chung còn nhiều lụa lắm. Mai xe bom cho bạn. Ok. Bà lấy chốt nhá. Mọi người cho em tùy xin vài lúc chia sẻ đây nó xịn này này. Bà nào. Ô cái quần có màu đen nữa mà. Đâu màu đen rồi. Lót này xịn dã man luôn. Em cũng đang có nhưng mà em để tận chục cái mà em mặc với các chị ơi. Kháng khuẩn cực tốt luôn. Lót xịn này nói chung khỏi phải chê luôn. 899 đi một lót xịn. Mọi người lên mã cho em lót tim nhá. Có màu đen nữa cơ nhưng mà đấy, quên chung lấy màu đen. Ai lấy chưa dân luôn cho em lót tim cho em xịn xịn chưa? Pha ren cho các chị luôn này. Ai để có một chút dân luôn cho em mã là gì ạ? Lót tim 899. Úi giời ơi giật mình. Còn vải suông nhá. Em còn vải suông nha, còn quần suông. Ai đấy cho dân luôn cho em á là lót tim cho em một lót cực kỳ xịn luôn các bác. Mặc em đảm bảo mọi người mặc lót xịn này nghe, lần sau các bác chỉ thích lại quay lại mua lót xịn thôi. Thật. Hàng nó thật sự các bác ơi, hàng này 899 niên nhưng mà quá xứng đáng đồng tiền bát gạo luôn nhá. Ai đấy bán này mọi người lên bán luôn cho em á là gì ạ? Lót tim cho em, một trên lót 5 chiếc có màu đen nữa cô. Em quên không lấy màu đen đây chị ạ. Màu nào cũng xinh, thật sự lót tim này. 899 một set lót. Tính chia ra cho các bác chỉ có hơn 100 miên thôi. Tính ra chia ra chỉ có hơn 100 miên một cái thôi. Rẻ béo mà. Tính ra chia ra có hơn 100 miên một cái quần lót đấy thôi. Mà mọi người mặc cực kỳ xịn luôn. Cực kỳ thích luôn ý. Thật sự. Xinh không? Xịn mà. Xinh dã man luôn. Là tiếp theo luôn giúp em. Ai lấy mã này cho luôn cho em mặc bún nha em. 299 này. Bún có sẵn đệm ngực nhá. Ai lấy bún các bác lấy mã cho em mặc bún 299 miên. Mọi người lên mã cho em mặc bún 299 yên. Ai để bún mọi người lên mã cho em mặc bún 299 yên. Ok lót tim ạ. Mọi người lên mã cho em lót tim nhá. Lót tim đi các trẻ ơi. Set trắng với ngọc bao nhiêu? Set trắng ngọc ở phía đằng sau em bán set ngọc đấy cho các trẻ chỉ có 1680 thôi.
Ok, có lót tim chị ok, một set lót 5 chiếc đẹp lắm. Thề mọi người mặc sung sướng cuộc đời luôn. Thật. Ok chứ mọi người, em mặc thì em chỉ thích mặc lót xịn thôi. Tại vì nó thích ý mọi người. Không hiểu sao, chỉ thích mặc loại xịn xịn nên mặc nó thích á. Thế nhiều khi nghĩ rằng ô, nhiều khi nghĩ rằng mà ơi mình mặc chứ không mặc ý các chị. Thật, nó cực kỳ sướng có thế luôn, mặc không giờ lộ viền, thích lắm. Ai để mắt này cho nâng luôn cho em, mắt là gì ạ? 4299 cho em. Có sẵn đệm ngực cho bác, đệm của nó đệm cực kỳ dày luôn mọi người nhá. Đệm ngực của nó là đệm ngực cực kỳ dày luôn các bác ơi. Xét cái đi gan là sao được cho em lên cho. Ai này mà này mọi người lên máy luôn cho em. Máy là gì? 4299 đi. 4299 đi. Có sẵn đệm ngực. Đệm ngực của nó rất là dày nên khi mọi người mặc lên rất ok. Ok ạ. Ai này mà này mọi người cho lên luôn cho em 4299 đi. 4299. 4299. Áo má nè. Bộ như em mặc à, còn đây được chút ạ. Ai lấy bộ như em mặc cho đơn luôn cho em. Má là gì ạ? Xếp mặt cười 920 nhá, xếp mặt cười nhá. Ai lấy xếp này mặc cho đơn cho em, xếp mặt cười nhá, 920 nhá. Đây chưa, còn đây. Bà lấy cho đơn luôn cho em. Xếp đôi cá này còn không ạ? Đây xếp đôi cá, ai lấy xếp đôi cá không? Xếp đôi cá em xẹo được chưa? Xếp đôi cá bao nhiêu vậy? 1750 đúng không? Set đuôi cá em bán sale cho mọi người là 1699. Hai size M nhá. Ai đi set đuôi cá mọi người lên mã luôn cho em, bán set đuôi cá cho em này. Ai đi set đuôi cá mọi người lên mã luôn cho em, bán là gì ạ? Set đuôi cá cho em bao tiền đây mọi người? Một sen bao nhiêu ạ? Một sen 699 yên nhá. Hai size M chất xịn đấy. Ok. Sen ngọc đấy, sen ngọc nhà em cực kỳ xịn luôn. Các chị ơi, sale có một sen bao nhiêu? Một sen 6 bao nhiêu? 1630 ạ? 1630, ai lấy xích ngọc, cho em xích ngọc, mọi người nhìn xích ngọc nghe em này. Nó đẹp lắm mọi người ơi, cực kỳ xịn luôn, hàng không phải hàng, bây giờ hàng này em bán từ khi bắt đầu hàng mới hot cơ các chị ơi. Bây giờ hàng nó tràn lan ra rồi, là những cái hàng nó rẻ hơn đấy ạ. Ok chứ mọi người, nhưng mọi người yên tâm, xe này em không phải lo các bác ơi. Xe này em làm những cái xích ngọc người ta làm là tỉ mỉ cho mọi người này. Người ta làm, người ta khâu cực kỳ chắc chắn để cho các chị luôn, cực kỳ ok luôn. Ai lấy má này có dây bản to. Ai lấy mã này cho đơn luôn cho em ạ. Quần bóng rộng có luôn ạ. Ai lấy mã này mọi người cho đơn luôn cho em. Mã là gì ạ? Xích ngọc 1630 kèm 2 set M. Còn xe này cho đơn cho em ạ. Xét viền trắng 1630 2 set M. Cái này nga nhà em, với xe nhà em mà có mặc cái này rồi các bác ạ. Mọi người vào video của nhà em đăng nhá. Xinh lắm, thật. Mặc cái này xinh dã man luôn. Ai lấy mã này cho đơn cho em ạ. Xét viền trắng 1450 2 set M và xét ngọc trắng cho em 1630 2 set M. Xem này mọi người nhỉ. Bên dưới nhá, cái quần của nó là bằng quần luôn chứ không phải là bằng nót quần đâu các chị ơi. Đây bên trong nó là một quần luôn các chị này, nó là quần luôn. Đó nhìn bằng quần luôn mọi người nhá. Mọi người thọc mặc thoải mái không bị lộ luôn nhá. Ok chưa? Xem nào có xếp viền cho em. Có đây là xếp đuôi cá, ai lấy xếp đuôi cá mọi người, xếp đuôi cá cho em. Đây chưa? Còn má này hai luồn này bon này, ai lấy má này chứ này xinh vãi mọi người. Đây má cho em luôn. Má là gì ạ? Dây má là gì ạ? Thỏ trắng và thỏ đen nhá, 699 yên. Lên má luôn cho em, mắt thỏ trắng là thỏ đen này. Dây bú nha, hàng này đang hot lắm. Xếp viền trắng là 1450 nhá. Ai lấy thỏ một chất nụa này. Chất nụa, mát lắm. Ai lấy thỏ một người chất luôn cho em, mắt thỏ trắng 699. Xếp viền trắng là bao nhiêu? 1450. Và thỏ đen nhá, 699, thỏ trắng 699 này, dây nụa này. Ai lấy thỏ trắng cho thỏ trắng, ai lấy thỏ đen cho thỏ đen này. Ok. Đây chuông bò đây. Này kiểu có vẻ các bác khoái mấy cái xuông này nhỉ. Đây các bác khoái mấy cái xuông này lắm. Em này các bác này. Đấy mọi người có vẻ khoái mấy cái xuông này lắm ý. Em thấy cơ. Nay chi nào cũng chút được nhiều phết. Ai lấy xuông này mọi người, chất xuông này, xuông bò em có đăng ảnh ở album rồi nhá. Em có đăng ảnh ở album rồi đấy các trẻ ơi. Em có đăng ảnh ở album rồi đấy. Ai lấy bà xem bà album nhá. Mọi người lên má luôn cho em. Má là gì ạ? Xuông 1170 có màu trắng, một xuông 1170 có màu đen. Mọi người lên mã cho em mà xương 1170 cho em nhá. Xương 1C170 yên. Kèm màu kèm size. Chất này, mọi người nhìn chất của nó xịn chưa? Có một đúng mã cho em mã là gì ạ? Xương 1C170 yên cho em nhá. Em thả chị cái set B25. Cho nên chị mà xương 1170 có trắng và xương 1C170 yên có đen. Kèm cho em luôn SML nha. SML nha. SML nha. Xếp đuôi cá có một màu thôi, một màu trắng thôi. Xếp đuôi cá có một màu trắng thôi các bác ơi.
Ok, xe biển trắng ai lấy B25 cho B25 luôn. Đấy, em vừa livestream đầu cho các bác xem ở đấy. Hàng này là thật ra là em không có lấy hàng này. Nam thì em bảo lấy. Mấy xe dày, xe dày á, xe dày có một set hoa, set hoa set kẻ, em ơi Thái chị set hoa set kẻ bên trên đấy luôn. Đó, xem thật ra cái hàng set này là Nam thì em bảo lấy. Nam bảo là cái set này nhìn nó là kiểu cute bánh bèo ấy. Thế nhìn nó xinh ý. Thế thế em mới lấy đấy các bác ạ. Chứ thật ra là em chưa không lấy đâu. Thật. Thật sợ luôn, không lấy điều các bác luôn. Bác Nguyễn Lan bác lấy màu gì ạ? À? Đây ạ, à, mọi người nhìn này. Đấy Nam thì em bảo là mặc cái set này này phối với chân váy rất là đẹp. Đó, Nam thì em bảo thế là em bảo thôi em lấy. Thật ra là mọi khi là tất cả đồ bên trên đều là em lấy, nhưng mà cái set này là Nam bảo lấy nha các bác nhá. Chứ không phải em bảo lấy đâu. Nên bảo lấy thì chốt đơn luôn cho em B25 bán 1120 nhá. B25 bán 1120, một nhìn hàng này cực kỳ xịn sò luôn các bác ơi này. Cực kỳ xịn luôn, bên đằng sau nó còn có chun đấy nên mọi người mặc 300 cân vẫn mặc được, rất là ok luôn. Ai để mã này chốt luôn cho em, mã là gì ạ? Mã là gì đấy các bác ơi? Mã là gì ạ? Ai để mã này mọi người lên mã luôn cho em. Mã là B25 1C120 yên. B25 cho em 1120 B25 nha. B25. Ok. Còn mã này mọi người lên mã luôn cho em. Đó B25. Còn mã này em có màu đen, màu trắng và màu nâu, em chưa nhìn thấy màu trắng đâu. 630 yên. Cũng chưa để đâu quên mất tiêu tuổi các bác ạ. À để mã này mọi người chốt đơn luôn cho em, mã này là gì ạ? CVC có màu nâu này. CVC em có màu đen này. Và có màu đen, màu trắng, màu đen, có màu trắng nữa. Ồ màu đen nữa, không quên màu đen đâu đấy. Ai để mã này chốt cho em mà CVC đây là màu trắng này. CVC cho em màu này là màu nâu này và có cả màu đen nữa nha các bác nhá. Ai lấy màu nào chốt màu đấy cho em. 3 size ML, 3 size cho các bác, 3 size ML. Đấy, ai lấy chốt đơn luôn cho em. Đây. Ai này mã này mọi người lên mã luôn cho em, mã là gì ạ? Becky vài 750 em còn nên bà lấy chốt nhé. Ai này mã này chốt luôn cho em, mã là gì ạ? Dây hoa cho em này, 910 này. Bây giờ là quần chất kaki nhá mọi người nhá. Có ạ. Ờ, chú A có CV sẻ đúng không? Ai này mã này chốt đơn luôn cho em, mã là gì ạ? Mã là gì ạ? Dây hoa cho em. Mã là gì ạ? Dây hoa và dây kẻ xanh cho em này, 910 yên, dây hoa và dây kẻ xanh nhá. Nên mã cho em mà dây hoa và dây kẻ xanh cho em 910 yên nha các bác ơi. Mọi người lên mã cho em mà dây hoa và dây kẻ xanh nhá, 910 yên. Đây là dây kẻ xanh và đây là dây hoa này. Ai lấy dây hoa chút dây hoa, ai lấy dây xanh chút dây xanh cho em. Dây kẻ xanh. Và đây là dây hoa quần màu trắng. Giá cho các bác 910 nhá, ai lấy chốt nhá. Ok, sale tiếp cho mọi người, dây không có sai đâu ạ. Ok các bác ơi. Còn đây ai để túi mọi người chút đơn cho em, mà túi nhiên không đeo là túi ngọc nhá. Túi này xinh dã man luôn ý. Túi ngọc, ai lấy túi ngọc mọi người lên mã cho em mà túi ngọc. Ok, còn mã này mọi người lên mã cho em này. Mũ chun nhá, mũ chun 230 yên. Mũ chun nhá, mũ chun 230 yên mũ chun này. Mũ chun. Có một dõi cho em mà dây nhá, có một dõi xếp dây cho em, không có con mình kẻ xanh không biết mà nào. Ok, dép hình nhá, ai lấy dép hình chút xem. Sọc chữ 299. Ok. Ờ, cái gì? Sẽ để sọc chữ nhỉ? Sọc chữ là mã nào ấy? Ai này, mã này có muốn cho mũ chun nhá. Mũ chun. Ai này mũ chun mọi người lên mã cho em mũ chun trắng này. Mũ chun cho em màu này nó là màu vàng này. Mũ chun cho em màu này nó là màu đen này. Mũ chun màu đen này. Mũ chun màu da này. 230 yên. Mũ chun cho em màu hồng này, 230 yên nha các bác nhá. Mũ chun cho em, ai để mũ chun một người lên mã cho em mũ chun cho em kèm màu. Đỗ Thanh Vân 1m68 mà thế nào? 575 vừa. Vừa đi ạ. Kia Đỗ Thanh Vân nha. Vừa ấy chị ơi, chị 5m68 mặc được ấy. Dáng chị đẹp phết nhỉ. Thật giờ 8 gần 1m7 kìa. Ai để mũ chun cho mũ chun có màu hồng này, mũ chun màu da này. Mũ chun màu đen này. Mũ chun màu vàng này, mũ chun màu trắng cho em. 230 yên xe lốp. Thề mua bán rẻ lắm luôn ý. Thật sự luôn ý, 230 yên. Bán tặng nốt cho các bà luôn. Apollo còn đấy, Apollo luôn này. Apollo vừa lên đâu rồi. Apollo có đây này. Có một chút luôn cho em, mã này là mã xả áo nhá. À để mã này mọi người lên mã cho em mã xả áo. Em bán cho mọi người lốp có 6 bao nhiêu nhỉ? 610 yên xả áo, 2 size M. À để xả áo mọi người cho ra luôn cho em mã xả áo cho em.
màu này mua váy hay dê sau hết rồi nhá. À để má này mọi người cho dân luôn, cho má là sẽ xả áo màu này, nó là màu đen này. Xả áo cho em màu này, nó là màu xanh này. Xả áo màu xanh luôn này. Giá cho các bác luôn là 610 yên, 2 set M, mọi người phối với chân váy đẹp lắm. Phối chân váy đẹp lắm. Ở trong cái video mặc cái set ngọc này, nhưng Nga với xem có mặc cái giả đẹp đúng không? Ai để má này mọi người lên má đi, má nào gì? Minh Phương. Xả áo. 610, hàng polo nhá. Hàng cá sấu polo này đẹp dã man luôn, thể bán 610. Áo Lê Lâm Linh. Áo cúc ngực là áo quây đúng không? Áo quây có nhá các bác ơi, áo quây có bán. Ai để má này mọi người cho dần luôn, cho em mã xả áo. Xả áo đen và xả áo xanh. 610. Đó, ai để cho đơn. Đây xem nó đây. Hết vết đen hết rồi ạ. Vết đen hết rồi. À để má này mọi người lên má luôn cho em. Anh Nam ơi. Ơ kìa anh. Cái set ấy kìa anh. Anh bốc cho em cái hàng ấy. Hàng vừa mới ở bên dưới. Hàng bên dưới, hàng nào mà chuyên lai ấy. Đây xe bon cho mọi người. Rơi, xả áo cho okay. Kỳ Bạch Dương. À nó cho đêm mà xả nó 450 yên một set này, 5 chiếc này. À để má này cho đơn luôn cho em, má là hàng dưới cùng kìa. Kìa tôi có kẹt xanh kìa. Ấy trưởng thật. Ấy còn em mà không có. À để má này mọi người lên má luôn cho em. À set đồ nam có. Áo nam mặc được không? Áo nào nam mặc được không ạ? Áo nào ạ? Áo đấy không nam không mặc được đâu ạ. Xả à, xả nót. Ai đấy xả nót mọi người lên má cho em xả nót. Đấy chị set nam với Simon. Ai đấy xả nót mọi người cho em đã xả nót cho em. Còn nhá. Ai đấy xả nót cho em đã xả nót cho em. 450 một set. Vừa đây ạ. Có mỗi hai màu ấy thôi. Ai để má này chút đơn cho em. Em ra xem chị váy xóm thì còn hàng không. Ai để má này mọi người chút đơn cho em mà dây gấu. Dây gấu á 799 nha. Ờ dây gấu 799 nha. Ai để có mừng cho em mà set nam nhá. Set nam có màu đỏ và set nam có màu đen này. Set nam nhá. Em bán set nam 1299 thôi, hàng polo đẹp lắm. Hết rồi, set nam bây giờ còn ít thôi các chị ơi, là hay gần hết rồi đấy. Hết một màu rồi. Ai lấy có màu cho tôi luôn cho em, ấy là gì ạ? Set nam cho em. Set nam em có màu này là có màu đỏ này. Set nam cho em màu này, em có màu này là màu đen nhá. Hai màu, em bán chỉ có 1299 thôi. Cái hàng mọi người mua giá cổ tròn, mọi người mua ngoài nó tầm 6 rồi. Em bán bây giờ hàng có cổ polo cho các chị luôn này. Mà em chỉ bán cho mọi người là 1299 thôi. Quần là quần gió, nó mát mát lắm. Thật sự luôn. Có size cho các bác M, L, XL, 2XL, XXL. Ok rồi. Ai lấy món này mọi người cho tôi nên bán cho em mà set nam cho em. Set nam có màu đỏ này. Set nam cho em màu này nó có màu đen nhá. Ai lấy set nam cho em cái màu. Set nam có màu đen này, set nam có màu đỏ cho em. Ai lấy set nam mọi người lên bán luôn cho em set nam đỏ, set nam màu đen cho em. Giá cho các bác luôn là một set 299 kèm màu kèm size cho em nhá. Quần mặc đẹp lắm, nam nhà em cũng để 3 bộ để mặc luôn. Thật. Nam nhà em cũng để 3 bộ để mặc luôn các bác ạ. Mặc nó thì kiểu nó ok. Mặc nó chất nó mát, với thứ hai nó chất nó thoải mái thì là cũng thích mặc các bạn. Ok chưa, ai đấy có một chút đơn luôn cho em, mã set nam cho em nhé. Ok chưa, xe đồ cho mọi người nha. Ok ok cho mọi người ơi. Xả lót của 50 luôn luôn. Nguyên Vũ Khánh Dương, đi bục nha. Ôi, Vũ Khánh Dương đi bục nha. 70 cân mặc size XXL. XXL, 70 cân mặc XXL. Mọi người có một người chốt cho em à, set nam kèm màu và kèm cho em luôn số cân cho em bên cạnh cũng được nha mọi người. Set nam kèm màu kèm số cân. Ok chưa? Ai để chốt luôn cho em à, set này 920. Ai để set này chốt set này 920 cho em này. Set xanh, ai để set xanh mọi người lên mã cho em set xanh 920, sọc viền. Ai để set xanh mọi người chốt cho em à, set xanh 920 nhá. Ai để set xanh mọi người lên mã cho em set xanh 920. Phông vàng sale 500 yên này. Ai lấy phông vàng mọi người cho em phông vàng 500 yên nhé, vừa xem hàng. Ai lấy phông hàng, vừa phông hàng, phông vàng. Nói níu mẹ thôi. Ai lấy phông vàng mọi người lên mã cho em phông vàng cho em này. Phông vàng sẽ lốt cho mọi người luôn, phông vàng 500 yên. Ai lấy phông vàng mọi người lên mã cho em phông vàng 500. Phông gấu. Ai để gấu một người cho em một gấu trượt cho em. Ai để gấu trượt một người lên mã cho em gấu trượt nhé.
Ai lấy gấu trượt chuyên luôn cho em một gấu trượt cho em này, 450 gấu trượt nhá. Bảo lấy gấu trượt chuyên luôn cho em một gấu trượt 450 này. Máy hồng. Quái hở lưng. Anh Nam ra ngoài lấy cho em váy dây ngọc đấy. Váy dây ngọc bảo Nga lấy cho. Váy dây ngọc. Váy xốp này trao nốt 900 nhá. Hở lưng 900. Váy dây ngọc đi. Đằng sau hở lưng nhá mọi người. Ai lấy cơ mà nhọn trắng trơn á, trắng trơn hiện tại bây giờ đang hết rồi mọi người. 900 yên. 900 yên, ai lấy 900 giúp cho em là 900 yên này. Đằng sau hở lưng nhá, váy 900. Quay đang bán 1350 nay sale 900 nốt cho mọi người 900 yên. 900 yên, bơm bơm. Ai lấy bơm bơm mọi người lên mã xem bơm bơm nhá. Gấu trượt 450 Bích Huệ Nguyễn. Máy máy ngọc này. Thề máy ngọc bây giờ treo nó vỡ mặt luôn. Xen tư nhá các bà ơi, con này đang bán 1.8 mua không 1.750 đúng không? Nay sao xen tư. Ai để máy này có một chút ân luôn cho em. Áo dây bán to có nhá. Đây đây từ từ lên cho. Ai để có một chút là váy dây ngọc cho em, váy ngọc. Mới lên máy luôn cho một váy ngọc cho em nhá. Váy ngọc này 1.4 nhá. Ai để váy ngọc, một người váy ngọc 1.4 này. 2 size M nhé mọi người. Váy ngọc cho em 1.4 2 size M. À, ai lấy công một chút dân lên cho em áo gió cho em 550 này. Bơm bơ gió 550 nhé. Chốt lên cho em bơm bơ gió cho em 550. Bơm bơ gió. Ai lấy bơm bơ gió mọi người lên mã bơm bơ gió cho em 550. Thôi bây giờ nhà mình cháu thu nhỏ thì thôi dùng nick 1 là Hoàng Nam, 2 là Trần Thúy Dâu cái ô thôi. Bây giờ là cá 4 bên nên vậy. Ai lấy công một chút dân luôn cho em mã là gì ạ? Ai lấy công một chút dân luôn cho em mà dây dây 299. Dây 299 có trắng này. Dây 299 cho em màu này là màu da này. Dây 299 có trắng, dây 299 có da. Okay, dây 299 có đen nhá. Hàng này có sẵn điện ngược cho các bác luôn. Có sẵn điện ngược cho mọi người luôn. Ai lấy mã này mọi người chút dân cho em mã là gì ạ? 2900 mã gì? Ai lấy mã này một người chưa dân luôn cho em mã nào gì ạ? Sim. Để ý chị Lai Chim vào. Chị lấy mã nào để ý mã đấy. Ai lấy mã này chưa dân luôn cho em mã. Dây 299 có sẵn đẹp ngược nhá. Bản dây to cho các bác luôn. Ok chưa mọi người? Ai lấy chưa luôn cho em mã nào gì ạ? Xe vết có ạ. Có màu đen và có màu xanh ngọc. Dây 299. Dây 299 Quỳnh. Ngày bán 320 nhưng mà hôm nay sao sợ ở trên một nhá. 57 chỉ còn có một chút tối là xếp nam kèm màu kèm số cân cho tối là được. 57 một lần thôi. Ai này bán này một chút mà gấu này, gấu 500 yên nhá. Ai này gấu, các bác lên mã gấu cho em gấu 500. Gấu 500. Dây đen Phạm Kiều Nguyễn Uyên Hà Kim Phụng. Ok, ai này có muốn chút luôn trên mặt chữ nhỏ cho em 500 yên này. Ai này chữ Ngọc nhỏ Lan, okay. Không dẫn nhận đâu, em bán thử Việt Nam qua nha mọi người nha. Ai này bán này chút luôn cho em bán là gì ạ? Chữ nhỏ 500 này. Chữ nhỏ 500 nhé mọi người nhá. Chữ nhỏ 500. Hôm nay tất cả phông đều xem cho mọi người luôn. Món này mọi người lên bán tiếp theo luôn cho em bán là gì ạ? Cái gì nhỉ? Ghi, ai này ghi mọi người lên bán ghi cho em ghi 500 này. Gấu 500. Chữ 500 nhá. Sao gấu, gấu 500. Má này mọi người lên má ghi cho em ghi 500 này. Ghi 500. 500 yên. Nó kẻ nhá. Còn một con duy nhất. Đâu nhỉ? Còn mỗi con mơ tím thôi ạ. Còn một con duy nhất. Nó kẻ, ai lấy nó kẻ mọi người lên nó kẻ 400 yên và mỗi một set này. Ai nó kẻ cho nó kẻ 400 yên. Được không? 400 yên một set nót nhá. Váy 400 yên set nót, à nót set nót 400 yên. Tết kẻ 2 dây đằng sau đi chị. Tết kẻ 2 dây. Ui đằng sau đi hết rồi sao?
đâu còn thơm được. Ai này bán này cho nên bơm bơ này. Một trên hai nhá, tím. Tím trên hai. Ai để gấu, một người lên mà gấu cho em này. Có một giá cho em với. Gấu cho gấu 500 này. Gấu rút. Okay. Các bác đi mà gấu rút cho em 500 yên. Con tím này là con siêu hot đấy, đẹp nhất. Gấu. Gấu 500. Kìa bên ngoài có mấy cái túi gì em kìa. Một quần một áo 750. Ai đấy 750 chút 750 nha. 750 nhá. 750 xét kẻ. Ai đấy xét kẻ chút xét kẻ 750. Xét kẻ này 750 này. Xét kẻ đây là 1430 nhỉ. Thế mình bán xét kẻ đen là 1430 không cả nhà ơi. Xét kẻ là 1430 không? Vừa nghe là lạ lắm. Thế bán xét kẻ là 1430 nhỉ. Ok. Con này xe nốt 500 yên này. 500 yên. 500 yên. Xét kẻ đen 1430 là xét kẻ gì vậy? Ông chưa nhớ nó bán gì. 500 yên. Xét kẻ đen này. Anh Nam ơi, anh lên em đấy cho anh, cho em hai cái mẫu bên trên đi kìa. Dạ. Để đen cho anh đi. Đi kìa, trên nắp cùng đi kìa, trên nắp cùng, trên cùng đi kìa. Có mấy quần lửng lửng này ra xem nó là má gì đấy, xeo cho mọi người. À rồi, set ra đấy là set gì nhỉ? Set này xeo 850, set trắng xeo 850. Áo 500 tâm trần. Set trắng cho em, em lấy set trắng một người chút nữa cho em set trắng này 850. Một áo một chân váy nhá. Một áo một chân váy xeo cho mọi người lốt 850. Set 850. Lửng ấy, đưa cho em, đưa cho em điện thoại 10 điện thoại đi. Cái gì ở đâu? Cái chồng này á. Hả? Nhà xeo đấy. Đâu? Vâng. Chồng trên cao này gì? Vâng, anh xem là có những mã gì xeo mang lên xem. Sọc chữ lên cho em mắt nào, có một cho em mã sọc chữ cho em nhá. 320, ai lấy sọc chữ mọi người lên mã cho em mã sọc chữ trắng và sọc chữ đen này 320. Ôi giời ơi, em bảo là quần lửng cơ mà. Là đến sẽ để xem fake à. Mã này sẽ lên mơn cho em mã là sọc chữ cho em nhá, 320. Sọc chữ em 320 nha, đây là lửng đây, trên cùng ấy. Đó. Sọc chữ 320, trắng đen. Cho chị một điện thoại anh làm đi. Chúng ta luôn cho mắt sọc chữ 320 nha. Ok các bà ơi. Ok áo 500 bảo để chốt áo 500 chốt nha. Ai để mã này chốt đơn luôn cho mắt sọc chữ nha. Sọc chữ trắng và sọc chữ đen này 620 và 320. Có một giả giá cho em ơi. Sọc này em cũng đang có một con này. Mặc đẹp lắm mọi người. Ok sọc chữ đen này cho LT Thu Hà này. À để má này mọi người lên má luôn cho em. Quần đùi này em cũng đang có một con. Xinh lắm. Mặc đẹp lắm mọi người, kiểu có chun ý. Chun. Sọc chữ đen em ơi. 500 yên một quần. Ờ. Màu xanh cốm, năm nay đang có màu cốm. Quần sọc có kèm chun cho mọi người nhá. 500 yên thôi. Đằng sau có chun này 500 yên. À 500 yên chút em, 500 yên đi. Quần sọc chun 500 yên. Gửi hàng chưa thì bác inbox nha. Xin trả lời trên comment nhanh. 500 yên. Ai để cho đơn lên tiếp theo cho em. Thế bây giờ mỗi một hàng nha, mỗi một tuần em đi 3 chuyến, một chuyến đi con 200 đơn hơn 300 đơn rồi, nó không nhớ luôn, thề luôn. Nhiều khách hàng quá ấy. Thế là nhiều khi không nhớ hết nổi ấy mọi người. Ai lấy có một chiếc mặt sơ mi cho em, mọi người phải inbox cho em nha. 500 yên sơ mi bèo vàng. Ai lấy cho tôi luôn chiếc mặt sơ mi bèo vàng. Các bác lên mã luôn cho em mặt sơ mi bèo vàng cho em nhé, rút này. Lên mã cho em mặt sơ mi bèo vàng. Sơ mi bèo vàng, ai lấy có một chiếc cho em mặt sơ mi bèo vàng.
Hết à? Hai món này hết à? Tương đi kèo vàng cho phụ này. Hết tinh tốt có đấy ạ. Mấy má này này. Xe lốt cho mọi người đồng giá luôn 699 một cuộn. Xuân Ân luôn chứ 305 kèm size SML 305. 305 kèm size SML 699 nên mà 305. Ai đấy 305 mọi người lên mã cho em 305 kèm size. Mọi người lên mã cho em 305 kèm size nhá. 3 size SML 305. Và mã này luôn mọi người lên mã luôn cho em mã là gì? 128 kèm size. 3 size SML. À lấy mã này mọi người chưa luôn cho em mã là gì ạ? 128 kèm size 3 size SML 128. 128 kèm size 3 size SML và 305 kèm size 3 size SML. 699 đi em mọi người có một giá nhá. Cặp chú đây bên cạnh em đi kìa. Đấy còn mỗi cái nữa là hết. Có một giá cho em với nhá. Treo cho mọi người 699 quần bò hàng chất Tami đấy. Chất Tami này, chất Tami đắt lắm mọi người. Xe lốt nó còn nẻ nẻ. 3 size SML nha. Có sọc bò đi ạ. Sọc bò em có mã sọc. Mã này là mà sọc xị này. Ba không dám bờ cho. Cọc con ba tùng ok. Ai lấy con muốn chân luôn cho em. Ơ bếch đi vải đâu nhỉ? Từ từ đếm điều ra. Bếch đi vải em vừa lên xong từ từ đập chứ. À để mà này mọi người trên mã luôn cho em mã là lửng trơn nha em. Lửng trơn có trắng có đen nhá. Lửng trơn 780 yên mã lửng trơn. Ai lấy lửng trơn mọi người lên mã cho em mã lửng trơn nhá. Lửng trơn cho em 780 yên kèm màu kèm size. Lửng trơn 780 có trắng có đen. Lửng trơn nhá. 780 yên có trắng và lửng trơn 780 có đen nhá. Chất mềm lắm mọi người, chất cực kỳ mềm. Mềm luôn. Có sọc này mọi người, chút luôn cho em mã sọc xịn nhá. Được trước bán 8. Được trước bán 8 thì 9 này sale 720. Ai để mã sọc xịn mọi người lên mã luôn cho em mã sọc xịn cho em này. Chất xịn lắm mọi người nhìn. Sọc xịn nhá. Sọc xịn em có màu này là màu trắng và sọc xịn có màu đen. Giá cho mọi người luôn là 720 yên sọc xịn. Ai lấy sọc xịn mọi người lên mã cho em mã sọc xịn trắng và sọc xịn đen. 720 yên kèm màu kèm size nhá. Sọc xịn cho em. Ai lấy sọc xịn mọi người lên mã cho em mã sọc xịn. Ok lửng trơn. Sọc xịn mùa hè mọi người mặc mấy cái quần sọc này là rất ok luôn. Ai lấy mã này mọi người lên mã cho em mã sọc xịn trắng sọc xịn đen 720. Kèm cho mọi người luôn là 3 size SML. Bếch đi vải là bếch đi vải đây. À. Bây giờ muốn tao còn 2 hộp thôi các trẻ ơi. Muốn tao còn được 2 hộp nhá. À bono hai màu hết rồi em không nhớ luôn từ từ em nhiều mẫu quá. Ai lại bách ghi vải mọi người cho nên cho bác bách ghi vải hàng cặp ca hàng một cúc nha, hàng cặp siêu cao cho bác luôn. Ai lại bách ghi vải mọi người lên mã luôn cho bác bách ghi vải. À, bao nhiêu ạ? 750 yên 3 size SML. Bách ghi vải 750 kèm cho em 3 size SML cho em bách ghi vải. Ở chưa? Bếch ghi vải 750 nhá, 3 size SML bếch ghi vải. Ai lấy bếch ghi vải cho bếch ghi vải. Ấn tăm em còn được 2 hộp cuối cùng em hết rồi. Ai lấy mã này muốn lên mã luôn cho em. Mày uốn tóc cho em này bán 1399 nhá. Uốn tóc hàng chuẩn đấy nhá mọi người. Bếch ghi vải 3 kèm được này. Em thề với các bác luôn là em dùng một cái máy uốn tóc tận hơn 2 năm nhỉ. Uốn tóc từ năm trước rồi. Hơn 2 năm, chuẩn bị tròn 3 năm luôn, không được điêu có thịt luôn. Em dùng cái máy uốn tóc không bây giờ chưa. Chứ thấy lâu rồi mình không uống đấy. Tại vì cái gì 750 là cái gì đấy ạ? Bác Phạm Phạm có một rõ là bếch ghi vải nhá. Mọi người có một rõ cho em là bếch ghi vải cho em với. Mày uốn tóc cho em thề với các bác luôn là em dùng mày uốn tóc đến gần 3 năm luôn. Thề luôn, nhiều khi nói với các bác nhiều bác không tin đâu. Nhưng mà
phải nói thật sự với mọi người là năm trước em vẫn dùng đấy. Năm trước bà nào xem livestream của em năm trước mới biết. Em dùng liền nó một cái quai cầm cắm để cắm vào ổ cắm ấy. Dùng đem cả cái đầu luôn. Tại vì cái tay, cái ổ cắm, cái đầu ổ cắm này nó màu trắng đúng không? Hay mình nghĩ là mình đang làm cái gì mà tay mình bẩn mình cầm vào nó cắm vào. Nên dùng lâu quá. Dùng thời gian nó lâu quá đến nỗi mà nó đen luôn cả cái phần đầu mình cầm và cắm luôn. Thật sự luôn, rất là xịn xò luôn. Bán 1399. Ai để có một chút là máy uốn cho em. Máy uốn hàng chuẩn nha. Hàng chuẩn luôn ấy. Hàng chuẩn em bán 1399. Đợt trước em đợi đúng hàng chuẩn em về bây giờ bán cho các bác. Chứ thường nếu mà thường ra em bán cái máy uốn tóc mà hàng rẻ cho các chị thì nó rẻ không mà thật. Riêng máy uốn tóc mà hàng rẻ em chỉ bán cho bác 1050 cơ hay là 1C thôi. Thật sự rất là rẻ. Nhưng máy uốn tóc là hàng chuẩn như này mọi người dùng cực bền. Các bác hiểu không? Nó chênh nhau có 200-300 miên nhưng mà dùng cực kỳ là bền cho các bác luôn. Em lấy chị uống nước này xin mời. Lấy chị uống nước. Dùng cực kỳ là mềm cho các bác luôn. Thật sự như thế luôn. Em dùng. Còn nữa không? Em dùng máy uốn tóc này hơn 2 năm, gần 3 năm rồi. Dùng bền lắm. Em bảo lấy cho đơn cho máy uốn tóc 1399 nhá. Theo luôn. Cái kia phải ăn này, bên ăn. À, 100 mấy cận là 100 triệu. Thế khi phải kêu con Trang, phải con tao ăn đi. Ok. Bà lấy cho con nhân. Đáng nghĩa là em chưa lên cái này đâu, nhưng mà thôi bây giờ cứ lên cho mọi người nhá. Link của like, ngày mai lên tiếp. Ôi trời ơi. Chưa. Cho dân luôn cho em mắn là gì? Zip gấu cho em. Mọi người lên mã luôn cho em mà dép gấu đen cho em 500. Yên. Ai để có một cho dân luôn cho em mắn là gì ạ? Dép gấu đen 599 yên. Dép gấu đen nhá 599 yên. 35, 36, 37, 38, 39 40 699 lửng này. Ai lấy lửng 22 mới lên bán lửng 22 cho em. Lửng 22 699 yên. Lửng 22 cho em. Ê lửng 22 mới lên bán cho em bán lửng 22. Lửng 22. Ai lấy lửng 22 mới lên bán cho em bán lửng 22 cho em. Ok chưa? Lửng 22 cho em 699 yên 3 size ML. Lửng 22 nhá. Ai lấy lửng 22 mới lên bán cho em bán lửng 22 cho em này. Lửng 22 giúp em nhá. Ai lấy lửng 22 mọi người lên bán luôn cho em bán lửng 22 giúp em. 699 yên 3 size ML nhá. Cho máy dài tạm tới hết rồi mọi người. Vải xuông. Xung dây. Simmer đang tao lấy thì cái má xung dây nè. Cái sen ngọc. Sen ngọc là 1630 nhá Kim Khánh ơi. Sen ngọc là 1630. Ai lấy phong hình mọi người lên mã phong hình 500 biên cho em. Ai lấy phong hình mọi người lên mã cho em phong hình 500 nhá. Phong hình 500. Ai lấy phong hình mọi người lên mã phong hình 500. Xung dây 900 biên. Phong hình đang hot này. Hot từ TikTok đến Facebook luôn. Em bán có 900 biên không? Ai lấy mã này cho đơn luôn cho em mã là gì ạ? Xung dây. Cho ra luôn cho em mã từ xung dây nhá. Xung dây em có màu này nó có màu đen này. Xung dây cho em màu này nó có màu đen thêm này. Phong hình bây giờ chỉ còn ghi với ảnh trắng thôi. Xung dây cho em có màu này nó có màu Lương Thị Quỳnh. Xung dây cho em màu này nó là màu da này. Màu trắng này. Trắng và ghi thôi nhá. Trắng và ghi. Mã này mọi người cho ra luôn cho em mã xuông cho em. Xuông chín chạo xung dây nhá. Mọi người lên mã cho em ở xung dây nhá. Xung dây. Ai để mã này mọi người lên mã cho em ở xung dây nhá. Buộc dây ở thấp này. 900 yên, dáng dài luôn ấy. Dáng đẹp dài luôn. Ai để xung dây mọi người lên mã cho em ở xung dây có màu này là màu trắng này. Xung dây cho em màu này nó là màu đen này, xung dây. 900 yên. Kèm cho em 3 size ML nhá.
Ai lấy má này mọi người lên má luôn cho em. Ai lấy má này có một nhân vật chữ nhỏ 500 này. Chữ nhỏ có trắng và chữ nhỏ có đen nhé. Chữ nhỏ ai lấy chữ nhỏ mọi người lên má cho em chữ nhỏ cho em. Chữ nhỏ ai lấy chữ nhỏ mọi người lên má cho em chữ nhỏ có trắng và chữ nhỏ có đen. Giá cho mọi người luôn là 500 yên. Ai lấy chữ nhỏ mọi người lên má cho em chữ nhỏ nhé. Chữ nhỏ trắng và chữ nhỏ đen. Ai lấy chữ nhỏ cho nên cho em chữ nhỏ cho em. Sung dây kèm màu ạ. Có chơi màu gì mà màu gì. Chữ nhỏ cho em này. Mọi người mặc đôi cũng được nhé. Mặc đôi cũng rất là xinh luôn. Đó. 500 yên. Ai lấy vàng mọi người lên má vàng. Và cam. Ai lấy vàng ok đôi đen chữ nhỏ đôi đen trắng lên nó tên Thu Hà luôn này. Con này xe nốt 599 này. Em gặp chung một cái đây luôn cho nó tên Thu Hà luôn. Con này cho dân luôn trên 599 cam này. 599 cam. Phong me này, phong me chút me 520. On với on. Ai này on trắng chút on trắng 520 cho em. Nhỏ hết rồi đúng không? Nhỏ hết rồi. Ai này má này mọi người trên má lên on này 520. Lên lên trên mà on trắng em 520. On trắng 520. Ai này on mọi người lên má trên on trắng 520. On trắng. Bích Quỳnh Nguyễn. Xe nam có một bà đấy thôi em ơi. Ai này body 4 mọi người lên mã body 4 cho em xe lốt 530. On còn nha. On còn nha, bảo này on chút on. On 520 không fan. On còn không? Còn trắng không? Không fan thêm đơn nha. Ai này body 4 chút này, body 4 530 yên body 4 này. Ai này body 4 mọi người lên mã body 4 cho em. Body 4 520. Body 4 nha 520. Body 4 mọi người khoác cardigan bên ngoài xinh lắm. Ai để body 4 mọi người lên mã body 4. Body 4 4 còn không phải kia còn đúng không? On nhưng còn trắng. On còn còn. Body 4 xe 520 còn này. Con còn trắng. Mấy con? Ok chị ơi. Body 4 520 phần 2. Xuông này. Xuông vải hàng một cúc nhá. Xuông này xe nốt 800. 800. Ai này 800 cho 800 sẽ ép có mỗi một con. Xuông một cúc. Hàng cao ca 800 miên sẽ ép. Ai 800 cho em mặt 800 miên sẽ ép. Nó xịn này mình còn nghe. Nó xịn này. Nó xịn. Đây nó này. Đây đúc ý. Còn đúng không? Đúc xịn. Ai đúc xịn mọi người nên đúc xịn cho em. Đúc xịn nha. Ai này đúc xịn mọi người lên mã cho em đúc xịn cho em. Cực kỳ xịn luôn, một set nốt 3 chiếc. Em bán 620 một set. Hả xịn luôn. Auto xịn luôn các bác ơi. Ai này bán này mọi người lên mã cho em mã là gì ạ? Đúc xịn cho em. Có một gói đúc xịn 630 một set nó xịn xá man luôn. Riêng chất này về mình không thích cho các bác trả này hàng, riêng hàng chất này nhá. Ok cho mọi người uy tín luôn. Ai này bán này mọi người lên bán lên cho em. Đúc xịn. Xuống
xương bò vịt trắng phía đằng sau cho mọi người là 1 buộc 70 nhá. Tám trăm nghìn nhá. Tôi sẽ 1 70 nhá mọi người ơi. Set có kia trắng viền đen kia là 1450 nhá Kim Khánh nhá. Con này sang lúc thì 1650. Ai để 650 đấy. Mặt cười ai để mặt cười 650 chứ 650 đen giúp em này. Ai để 650 mọi người lên mã cho em 650 đen nhá. 650 đen. Ai để 650 chứ 650 đen giúp em. Ai đảo cho đỏ 550 này. Đỏ tích nhung nhá, chất tích nhung nhá. 550. Ai này 550 chứ 550 cho em. 550 đỏ đâu. 650 ở kia còn không anh Nam? Anh ra anh xem là mặt cười The Real này còn không? Mặt cười The Real này. Mặt cười The Real hàng The Real 650 trước đi. Còn đấy. Ok. 650 mặt cười. Có hộ đen rồi. Hàng đấy form đấy là form vừa ấy. Form đấy là form vừa nha. Còn form của Stadio này. Con này bán 690. Còn mà 690 trắng hay để trắng thì trắng đấy chưa. Form vừa nha. Nhớ cái hàng là form vừa từ zip bên dưới ấy. Hàng mark của nó là mark review ấy. Còn đây là mark review ấy. Hàng bên dưới ấy. Bên dưới cùng ấy. Màu đen. Ai đây 690 chứ 690 trắng cho em này. 690 ai để 690 chứ 690 trắng cho em. 690 trắng. Muộn. Ok Kim Khánh này. Vâng. Đây xem nào. Đúng rồi, đó, đúng cái hàng của gym mà hết đen à. Em xả 450 đen à. Ok bác Hồng Phương lấy đây 690 trắng chứ, 690 trắng đi. Bây giờ chỉ còn 650 trắng thôi, không có đen nữa, hết rồi. Thế 650 trắng rồi, 690 đen, 690 trắng đi. Hãy ra đi ô. 690 trắng, có giờ chốt 690 trắng không? Eco Chan này, RT Thu Hà này. Ok lấy hai con, một con thôi anh ạ. Nồi này sale 650. Cái màu gì? Một con trắng nữa ạ. 650 ai để 650 chứ 650 cho em lụa này. Các bác lên mã cho em lụa 650. Ok, thêm một con nữa anh ơi, cho chị Nguyễn Thị Minh Trang 650 nhá. Lụa 650. Đi vào ok rồi một chút ạ. Bây giờ lên. Cái này là một áo trễ vai này. Ok. Trắng, áo trễ vai này. Một quần đùi cho em này. Một quần đùi đúng không? Kính 150 đầu hết rồi. Vâng. Áo này là 690 à? Vâng. À này bán này chút đây nha. Mà set này 799 nha. Set trắng nha. À này set trắng 799 nha. Ai xếp trắng xếp trắng 799 đi em. Chạy vai nhá. Ai xếp trắng cho em xếp trắng em 799 đi. Xếp trắng 799. Trắng 650 còn nhá. Trắng 650 hàng túi zip hàng từ riêu này. Đây là gọi là form vừa. Bạn là đi mặc form vừa mọi người chốt 650. Form vừa và nó thích mặc kiểu form vừa vừa mọi người sơ vin thì các bác chốt 650. 690 mặt cười tráng bên trong. Form vừa. Ai để 650 chứ 650 cho em. Còn ít ra xe lốt cho mọi người đây. Lụa dâu hồng cho bố à. Cái trắng 799 luôn kìa. Cái này bao nhiêu? 650. Ok các chị. Xếp trắng 799.
Mối đi biển giờ chưa bán đâu nha các trẻ ơi. Sơn mi này. Ờ, thế thì Phạm ơi, ngày mai tôi phải ra kho tôi kiểm xem là còn hàng không đã cơ. Nếu còn tôi mới dám bán. Sơ mi chứ, sơ mi 500 này. Sơ mi kẻ 500 yên nhá. Ai sơ mi kẻ cho em, sơ mi kẻ xanh 500 này. Có nhá, Trần Duyên ơi có nhá. Tớ vẫn dùng nick, đợt này tớ đang chắc thu gọn này thôi. Bây giờ tớ đang dùng 3 phần mềm lên đơn cơ. Một là link chốt đơn này, hai là Trần Thúy Tokyo này, và thứ hai đó là Hoàng Lam nữa cơ. Cái đợt này thu gọn rồi, tại vì nhiều khi bây giờ nó tin nhắn nó nhiều ấy, nên làm phải chia đều ra tin nhắn ra nhiều lắm. Đợt này tin nhắn em nhiều lắm, hàng hóa nhiều chốt nhiều ấy, nên phải chia đều ra cho mọi người mới chốt được. Dạ. Ngoài này còn toàn mang tờ lưu rồi. Okay. Anh này mắt này mọi người lên mặt kính này cho em, một kính này mọi người đi biển rất là xinh. Kính này mọi người đi biển rất là ok này. Anh này kính mọi người lên mặt kính nha. Kính 499 thôi. Em bán có 499 yên thôi các bà ơi. Ô nhỏ ấy cho em điều hòa cái khách. 499 nam nữ đều đeo được nhá. Kênh 499 nam nữ đều đeo được luôn, rất là xinh. Ok cho mọi người, kính nhá. Ai để kính thích kính. Kênh 499 chơi đi nha. Đây vào này chất ơn luôn cho em, mã là gì ạ? Đây là sách ngọc nhá, hay mộc mẫu đây, có vẻ hôm qua mộc mẫu gái bao nhiêu bác mới hỏi nhỉ. Ai đi sách ngọc, một người cho nên cho em sách ngọc 1630 này. Ai đi sách ngọc, các bác lên mã cho em sách ngọc 1630 nhá, hai sẽ mở. Và đây cho luôn luôn cho em xếp viền trắng cho em. Lên mã cho em luôn là xếp viền trắng cho em nhá, xếp viền trắng 1450 hai sẽ mở. Và đây cho luôn cho em sách ngọc 1630 hai sẽ mở luôn. Đúng rồi Trần Duyên, ở bên Trần Thúy Tokyo là do mọi người không inbox trước nên nhà anh mới để chốt ở bên đấy, còn bình thường nhà anh chốt rồi ở link chốt đơn cho xuống nha. Xeo hai cái váy này cho mọi người. Đây anh sẽ lót cho mọi người. Váy Barbie doll. Ai váy Barbie doll mọi người chốt đơn luôn cho em. Má là gì à, váy Barbie doll cho em. Chốt đơn luôn cho em mà váy Barbie doll nhá. Có màu này nó có màu xanh này. Màu này là màu trắng này, váy Barbie doll nhá. Váy Barbie doll trắng và váy Barbie doll màu xanh. Ai này váy Barbie doll mọi người lên mã cho em mà váy Barbie doll trắng và váy Barbie doll màu xanh cho em. Váy Barbie doll màu trắng và váy Barbie doll màu xanh 850 yên nhá các bác ơi. Ai này váy Barbie doll, mọi người lên mã váy Barbie doll trắng và váy Barbie doll màu xanh giúp em. Váy Barbie doll màu trắng và váy Barbie doll màu xanh giúp em nhé. Ai để váy Barbie doll, mọi người lên mã váy Barbie doll giúp em. Ok, váy này, tiếp theo váy hay dây nhá. Ai này váy dây, mọi người lên mã váy dây cho em này. Váy dây xe lốt 799 nhá. Váy dây đi biển này xinh dã man luôn. Ai để váy dây mọi người lên mặc váy dây 799 này, có mỗi màu còn một là hết này. Ai để váy dây mọi người lên mặc váy dây nha. Váy dây cao và váy dây màu Barbie xanh nha. Barbie doll xanh. Ok. Kim Khánh Barbie doll xanh rồi GB 799 này. 799 xanh và 799 màu cam nhá. 799 xanh và 799 yên cam, 799 cho em. 799 xanh và 799 cam. Mọi người lên mã tiếp theo luôn cho em, mã này là váy rút nhá. Ai này váy rút, mọi người lên váy rút cho em, 1C199 yên váy rút, 2CM. Váy rút nhá, 1C199 yên, 2CM váy rút. Ai này váy rút, mọi người lên mã cho em váy rút cho em.
váy rút nhá, 1 trên 199 yên, 2 sẽ M váy rút ạ. À. Ai để váy rút các bạn ấy bán luôn trên mặt váy rút cho em, rút một bên này, váy rút cho em nhé mọi người ơi. 1 trên 199 yên, 2 sẽ M nhá, váy rút cho em ạ, rút một bên này. 1 trên 199 yên kèm cho em thúng hương 2 sẽ M nhé mọi người. Nào ạ, đây anh bơm bơm bơm. Vô cho em mấy cái hàng này, túi bóng này gọn vào này. Theo tiêm. Có muốn bà đấy thôi ạ. Bà nào muốn, bà nào có muốn xeo hàng lẻ tẻ không? Em xeo cá ai cho các bà nhá. Em xeo hàng lẻ tẻ, hàng bom bom đi cho các bà nhá. Bà nào muốn xeo không? Xeo quần đi, hay là xeo quần đi. Hay là bây giờ em tắt lại chim xeo quần nhá. Hàng lẻ tẻ nhiều lắm. Ok, Babylon mục lơ đằng sau là hàng 850 nhá mọi người nhá. Giờ em tắt này chị em xeo hàng nhá, xeo mấy cái hàng quần ý, quần này tẻ, quần lửng, quần bò rồi này nè, các thứ mấy cái set nùng tủng rồi này, sơ mi các thứ ấy. Ok, bà lấy chút nốt nhá. Còn xuông đây, xuông này 1170 này, có một rõ trên nó là gì ạ, xuông 1170 cho em. Con vừa đứng mã cho em mã là gì ạ, xuông 1 trên 170 yên nhá. Các bạn đi mà nó cho em đã xuông 1 trên 170. Lê Hoa Nguyễn Huyền ok. Lên mã cho em mã là gì ạ? Xuông 1 trên 170. Lên mã cho em luôn. Xuông 1 trên 170 nhá. Xuông 1170 có trắng này. Và xuông 1 trên 170 có màu đen nhá. Con mượn đúng mã cho em mà xuông 1 trên 170 yên nhá. Con mượn đúng mã cho em mã xuông 1170 kèm màu kèm size. Xuông 1170 có trắng và xuông 1170 có đen nhá. Ok cho các bác ơi, thôi em nghỉ đây mọi người. Còn nào muốn săn hàng sale thì mọi người bán luôn ca sau để giúp em nhá, sale cho mọi người. Vì nói chung nhà nhiều mẫu ý, nên là toét loe thể luôn. Nhiều mẫu lắm luôn, giờ em sale hàng này bên trong này. Xong mấy cái hàng còn xét xét, mấy cái hàng lẻ tẻ đây, sale đây dành rảnh sale cho mọi người nhá. Ok chưa? Đưa mời em mời điện thoại đi. Em phụ anh ý. Mọi người bán luôn ca sau đấy cho em nhá. Xeo nốt tiếp theo cho mọi người ca nữa này. Ok chưa mọi người ơi? Huyền Bi muốn mua đồ bên chị mà khó quá, toàn đi vờ và núp giờ em đi nè. Hay là mình chốt may, mình chốt cả bên ngoài được nhỉ? Hay mai ra em làm một cái fanpage để chốt ngoài nhỉ? Bà nào bà nào mà chưa ấy được thì chốt, bà nào mà chưa nên, bà nào mà xem đúng lúc mà mình bán, lúc mà bà đi làm ấy, hay là thế nhỉ? Hay là thế các bạn nhỉ? Tại vì khách hàng nhắn tin cho em nhiều lắm, toàn bà bảo là nay đúng lúc mà các bạn đi làm thôi. Thế nhá. Bác Yên Trần có này, ok bác Nguyễn Phi có này. Ok giờ em sale nhá. Bà nào bây giờ muốn quần bao nhiêu quần nào. Ok các bà ơi, giờ em tắt này chim nhá. Bà nào muốn có GB có rồi đấy. Bà nào muốn xem sale thì mọi người vào luôn ca sau rồi nhá. Bye bye, các chị vào luôn nha.